tôi thăm lúa hả? Đi ra coi ba lúa nó chỗ coi sao. Dạ. Anh cũng đi thăm lúa hả vậy? Dạ, cũng đi thăm ruộng luôn. Dạ. Sáng gặp anh đây, chúc mừng anh luôn nha. Sắp lên chức ông nội rồi đó. Tôi cũng chúc mừng anh xui, có thêm đứa cháu ngoại nữa nha. Dạ. Hai bên vui đều á anh xui. Vui đều, ai cũng vui. Tính đi thăm ruộng xong, đi uống cà phê luôn. Sáng gặp anh đây, đi uống chung nha. Đi. Dạ, đi. Dạ. Mắt một mí nhìn cũng ổn lắm mà ta. Miệng nhỏ nhỏ, nhìn thấy cũng cưng lắm chứ ta. Mà sao lên cái tổng thể nó cứng cứng như sao ta. Anh. Ủa? Anh làm cái gì anh ngồi ngoài đây vậy? Sao trong sân không ngồi đi? Ủa, em về rồi hả? Mệt không? Không, em mới về à. Không mệt. Mà anh làm cái gì vậy? Anh nặng bụng. Bụng quá. Đưa coi anh. Bụng đâu mà nặng. Xạo quá. Dạ. Hỏi gì? Em thấy chồng em sao? Sao lại sao? Là có đẹp trai không á? Trả lời thiệt. Sao không trả lời rồi cười? Giờ muốn trả lời thiệt hay là trả lời giỡn? Đương nhiên là thiệt rồi. Thiệt đúng không? Mày nói chơi nè. Anh kêu trả lời thiệt mà cứ giỡn giỡn hoài, cứ giỡn hoài thiệt. Trả lời thiệt coi nè. Đẹp trai không? Không. Trả lời thiệt á? Ờ. Em này có thấy chồng em không đẹp thì thực ra em cũng phải lựa cái câu nào nói để cho chồng em vui chứ. Đâu đâu thẳng tính không. Thì anh kêu nói thiệt thì nói thiệt. Hôm đi vô nấu cơm. Ừ, vô nấu cơm đi. Bà nè, mặt của anh dày lắm, bụng nó không có lên nổi đâu. Đi vô đi. Ngày cả vợ mình cũng chê mình xấu. Vô. Chúc mừng người anh em đã lên chức. Cảm ơn người anh em. Ê, mà con ông giống hai nhái là chắc đẹp lắm ha. Ý nói vậy là giống tôi nó không đẹp hả? Bộ tôi xấu lắm hả? Ông thì nhìn không có xấu. Đương nhiên rồi. Đẹp thì nó không có đẹp. Nhìn nó lạ lạ, kỳ kỳ sao á. Đẹp là đẹp, xấu là xấu, không đẹp không xấu là sao? Thì cái gương mặt của ông không có mà giấy mực nào mà diễn tả được hết trơn á. Kỳ lắm. Thật lo. Ê, nhưng mà ông muốn con đẹp không? Muốn, con ai muốn đẹp. Ủa có cách gì hả? Có. Cách gì hả? Tôi nghe người ta nói á, là mình mua mấy cái hình con nít dễ thương về mình dán khắp nhà luôn. Hạn chế cho con nhái nhìn thấy mặt ông. Là con ông bảo đảm sanh ra đẹp liền. Kiểu này phải nghe theo lời của ba Lít thôi. Việc có, nước ngoài có, đứa nào cũng dễ thương. Bảo đảm con mình sinh ra dễ thương như hệt vậy luôn. Anh đang làm cái gì vậy? Dán hình mấy đứa nhỏ. À quên nữa, từ đây trở về sau nha, em phải nhìn mấy tấm hình này. Tên chi? Tại vì người ta nói á, ngắm mấy hình em bé dễ thương á, là đẻ ra con á, sẽ dễ thương như mấy em bé này. Nhưng mà nhìn như thế nào? Nè hả? Như thằng nhỏ này đúng không? Ý, có cái đồng tiền nè. Thấy không? Tập trung vào cái đồng tiền đó thôi. Mắt miệng mũi gì kệ đó. Vậy là nhìn cái đồng tiền thôi, không nhìn gì hết. Không nhìn gì hết, cái đồng tiền. Tiền. Bé này. Ý, cái miệng. Không không, miệng cũng đẹp bằng con mắt. Đó, mắt tròn gió luôn cưng à. Nhìn con mắt con bé này. Nhìn con mắt con bé này. To, mắt to. Đây, thằng nhỏ này. Ý. Sao? Cái miệng nè. Nhìn cái miệng nó nha. Tại vì em biết sao không? Người ta nói đàn ông miệng rộng là sang. Mình đã biết con mình là con trai hay con gái đâu mà đàn ông miệng rộng thì sang. Ok đi, nhưng mà miệng nó đẹp quá. Dễ thương quá. Để nhìn cái miệng.
Sao sao? Mũi cao. Vậy là mình chỉ nhìn cái mũi thôi, mình không nhìn cái gì hết. Giỏi. Còn bé này con bé đẹp thì nó đẹp hết luôn anh. Không, nhưng mà có chỗ. Ê, nó đẹp nhất là hai cái má. Kinh quá à. Nhớ chưa, nhớ chưa? Mỗi đứa nhìn một chi tiết thôi. Mỗi đứa nhìn chi tiết thôi. Thì như vậy con mình nó mới đẹp tổng thể, đẹp lộng lẫy. Từ từ từ, để em coi em nhớ ra. Cái đồng tiền. Cái miệng. Không, con mắt. Con mắt. Cái miệng. Cái miệng. À, cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi. Hai cái má. Ừ. Là con mình đẹp hoàn hảo xuất sắc luôn á. Anh. Hồi nãy á, anh qua nhà tía má thấy khách có đông không? Cũng đông em. Dạ anh cho em qua bển phụ tía má nha. Đâu có được, anh đã nói rồi, em không đi đâu hết trơn mà cũng không làm gì hết trơn. Ở bển á có thằng Tám lo rồi, em cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai giùm anh đi. Nhưng mà em đâu có bị gì đâu, với lại ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không ăn không ngủ thì đi ra đi vô hoài à. Em chán lắm anh. Thôi vậy chúng hồi em qua nhà tía má hết chơi đi. Nhà tía má có khác gì nhà mình đâu. Thôi gán đi mà vợ. Làm gì che vậy, nén ra cho em nhìn cái coi. Em làm gì nhìn anh chậm chậm vậy? Tụi em thích nhìn anh. Thôi, từ đây trở về sau hạn chế nhìn mặt anh đi. Anh rồi trước mặt em không cho em nhìn biết thôi. Ngồi vậy anh ra trước anh ngồi. Hạn chế cho con nhái nhìn thấy mặt ông là con ông bảo đảm sanh ra đẹp liền. Mà nói chuyện không nhìn mặt sao nói? Thì em muốn nói gì em la lớn lên anh nghe mà. Vậy thôi không nói nữa. Em, anh đi qua năm tư vấn vụ trồng quế nha. Mình phải mua quần áo nữa, mua dầu, mua phấn, mua thau nữa, mua thau giặt đồ cho con. Chưa gì để tính đến chuyện mua đồ rồi á. Mua nữa ta. Mua dầu gió. Mua bàn chải. Mua chải chi. Mình nhặt đồ rồi. À, mua bao tay. Nhà má đây lộn. Trời ơi, mà nó có nói tới liền không? Nó qua liền. Trời ơi, vợ đây nè, đây nè. Ủa tía má, tía má ơi, vợ con sao rồi tía má? Vợ con đâu? Ngồi xuống nè, má nói cho nghe. Bình tĩnh đi con. Trời, tí má nó liền đi, cứ con sốt ruột quá. Nè, chuyện là gì nè? Hồi nãy á, má qua nhà bay, đem qua cho tụi bay mớ đồ ăn. Dạ. Nhưng mà má thấy có mình nhái nhà hả? Dạ. Mà hả, hình như là má thấy cái cử chỉ nó kỳ kỳ lắm. Kỳ kỳ là sao má? Ừ, thì nó... Nè,
má đem qua cho bay mới trái cây nè. Trái cây vườn á, ngon lắm. Ta nói tía bay á, ổng biết bay thích ăn trái cây. Một hai ông nặng nặc á, ổng kêu má phải đem qua đây cho bằng được à. Ủa? Rồi bay nhà con mình à, con bảy cò đâu rồi? Nói sao vậy ta? Nhái nhái. Giờ nè, có gì thế? Rồi. Nhái. Nhái ơi. Hồi nãy giờ má nói gì? Má nghe không vậy? Không lẽ giờ mình sắm đồ cho em bé? Giờ sắm đi chứ vài bữa nó không kịp. Trời ơi. Nhỏ gì ta? Sắm cái gì ta? Trời ơi. Mà thôi, giờ mà sắm chắc tốn tiền dữ lắm. Từ từ sắm. Nhái. Nhái ơi, con làm nhảm gì vậy Nhái? Trời ơi, có sao không? Trời ơi, Nhái ơi, đừng làm má sợ nghe con. Đó, vậy đó. Hèn chi, bữa giờ con thấy vợ con lạ lắm. Không biết nó có bị... Nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Ông không có biết mấy cái bệnh này đâu. Phải đưa nó đi khám bác sĩ mới được. Dạ, vậy để con về chở vợ con đi liền. Nè, con đang bận công chuyện nhiều, để má đưa đi cho. Trời, bây giờ công việc có bận cỡ nào con cũng phải dẹp qua bên, con chở vợ con đi liền. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống nghe má nói nè. Dạ. Để má đưa đi. Biết sao không? Má với nó là phụ nữ với nhau, có chuyện gì á thì dễ nói chuyện. Con đàn ông đi theo làm gì? Ở nhà lo công chuyện, giữ con đi hen. Mà má rảnh không? Ủa, má đâu có làm gì đâu mà không rảnh. Dạ, vậy mọi chuyện con nhờ cậy ở má hết nha má. Có gì má điện thoại con liền nha má. Má biết rồi, con yên tâm đi. Dạ. Trời ơi, cũng nghe nè. Má. Trời, con đưa nó vô phòng nghỉ đi. Em vô, vô phòng nghỉ em. Má, đi khám bệnh, vợ con sao má? Bác sĩ nói á, nó bị trầm cảm, rồi bị xì chết gì đó. Ui, sao bị xì chết? Thì nó buồn phiền, nó suy nghĩ nhiều, cho nên nó sanh ra xì chết. Ủa, sao buồn? Mà buồn chuyện gì hả má? Má nhớ rồi. Hôm bữa, cách đây không có lâu, nó có qua nhà má. Má thấy mặt mày đó buồn hiu hà. Cái má hỏi thì nó mới nói vậy nè. Nhái, có chuyện gì vậy Nhái? Con chán quá má ơi. Sao chán? Nè, có bầu á thì con phải vui lên nghe không? Chứ đừng có mặt mày chịu ụ, nửa đẻ con xấu lắm á. Thì chồng của con á, hai vợ chồng ở nhà với nhau mà không có nói chuyện với nhau. Mà nếu như có nói á thì người ở đằng trước, người ở đằng sau cũng nhìn mặt nhau được nữa. Thì con muốn tốt cho vợ con thôi. Tại con xấu quá, sợ vợ con nhìn thấy mặt con hoài, rồi mai mốt đẻ ra thằng nhỏ cũng xấu như con luôn. Chưa kể hết nha. Hình như là bay nhốt nó ở nhà phải không? Trời ơi, má nói cái câu này là quan cho con quá trời luôn á má ơi. Thiệt tình luôn á. Con chỉ là không cho vợ con ra ngoài thôi. Vậy có khác gì đâu. Đó,
từ cái chỗ đó đó, bay cấm nó ra đường nè, rồi bay không cho nó đi làm, rồi không cho nó đi chợ, cứ bắt nó ở trong nhà, nó mới buồn bực, nó mới sanh bệnh đó. Rồi giờ sao giờ má? Bác sĩ nói á, đây á là tâm bệnh, cho nên á uống thuốc á cũng chỉ cầm chừng thôi. Cái chánh yếu á là con á phải ở bên nó, chăm sóc nó nè, rồi an ủi khuyên nhủ đó thì nó sẽ hết bệnh. Dạ biết rồi má. Ừ thôi vậy đi hen. Vậy thôi má về. Dạ. Bộ có bầu á, coi ba hình ảnh đẹp rồi sanh con ra đẹp hả? Dạ. Ai nói mày vậy? Dạ ba Lít nói á Tiết. Trời đất ơi, hết người mày tin sao mày tin ba Lít bả cò? Rồi mấy bữa nay á con thấy nhái đỡ không? Dạ đỡ má, nhờ con ở nhà quan tâm rồi nói chuyện với vợ con nên đỡ nhiều rồi. Về làm ơn làm phước lột ba cái hình nó dục hết cho tao nha. Ủa tao muốn cháu tao tệ chăng nữa thì giống mày, xấu xấu nhưng mà kết cấu toàn diện. Dạ dạ con hiểu rồi Tiết, xấu xấu mà có duyên hả Tiết ha. Mày mà có miếng duyên nào tao chết liền. Vậy đi. Anh ừ? Sao anh gỡ mấy tấm hình này xuống vậy? Tía nói đúng, con mình sinh ra mà không giống mình, giống người ta sao được. Bây giờ anh mới nhận ra hả? Con của tụi mình á, không có nhất thiết là phải xinh đẹp bằng mấy cái đứa bé này, mà quan trọng á là nó phải khỏe mạnh và trưởng thành, và nó phải giống ba giống mẹ nó, hoặc là giống ông bà của nó, chứ đừng có giống người khác. Đúng rồi. Em yên tâm đi, từ đây trở về sau á, anh không bắt em á phải nhìn mấy đứa bé này nữa đâu, mà chỉ nhìn hai đứa bé kia thôi. Hai đứa bé nào nữa? Đứa bé này kìa. Em nhìn hai đứa bé này đi, bảo đảm em sinh con nha, thông minh giống cha mà đẹp thì giống mẹ. Bây giờ á đạt thành ý nguyện rồi hen. Dạ phải nói công kỳ này là của má hết luôn á. Tía mày làm chi, tía mày là cũng im lặng nè ha, để cho mày với má mày diễn tuồng đó. Vậy thì con cũng cảm ơn tía luôn. Con cảm ơn tía nhiều. Nhắc mày nhớ. Tại thấy bay á cứ năn nỉ ỉ ôi tao hoài, tao cầm lòng không đậu, cho nên hả mới hùa theo bay mà gạt mấy cò, nói là bay bị xì chét. Nhưng mà lần này thôi nghe, không có lần sau nha mày. Dạ má mày đã đúng á nghe, chứ là thằng mấy cò mà nó biết được là tía với má mà gạt nó vậy á, mất mặt lắm chứ không phải chơi đâu nghe. Thì tía với má giúp cho con lần này thôi, chứ không á ảnh nhốt con trong nhà con bị khùng thiệt luôn á. Tại nó thương mày mới vậy. Đúng rồi đó, có phước á mà không biết hưởng. Tía má, tại sao ba người gạt con vậy? Mấy cò, má không biết gì đâu nghe. Tại nhái á nó bài má làm sao, nó má theo nó vậy nha, chứ má không biết gì hết. Thì cũng tại anh nữa. Sao tại anh? Em nói với anh hoài à, anh có chịu nghe em đâu, nên em mới bày ra cách này chứ bộ. Còn tía nữa, uổng công con á, con thần tượng tía. Mày thông cảm cho tía, bây giờ mày có vợ rồi, mày với vợ mày sao là tía với má mày vậy đó. Mày phải hiểu hoàn cảnh của tía chứ, tía bị ép, hiểu không? Luôn. Anh, em xin lỗi anh, em biết lỗi của mình rồi, lần sau em không có dám gì nữa đâu nha. Nha, em hứa luôn á là em không có vậy nữa mà. Hứa nha, lần này á
anh bỏ qua. Tại anh nể mặt có con. Đúng là củi tre dễ nấu mà chồng xấu thì dễ xài. Má, nay hôm sau có khách không má? Có. Ủa, chị Bảy dắt khách đi tham quan hả má? Hôm qua nghe khách đòi bữa nay nè đi thăm vườn trái cây với lại chèo xuồng đi thăm vuông tôm gì đó. Trời ơi, nhiều dữ nha má. Thì giờ khách muốn mình phải chiều chứ làm sao. Rồi con về rồi lo phụ chị con đi chứ. Thì con tính ra con hỏi má để con kiếm chị Bảy rồi con thế chị rồi nè. Coi phụ nó đi. Ủa, dạ. Mà nó về kìa. Má. Mệt không con? Dạ con không có mệt. Ngồi nghỉ đi. Tắm mới gì hả? Dạ em mới về chị. Có ăn uống gì chưa? Để má hầm gà đó, gà cháo ăn bổ lắm á, để má lấy con ăn nghe. Thôi. Hả? Hồi nãy con dẫn khách đi, con ngồi ăn với khách luôn. Giờ con no lắm. Vậy hả? Vậy thôi để chút nữa má bỏ vô cà mên rồi con đem về nhà, nhớ ăn nghe không? Bây giờ là con phải ăn bổ mới được đó. Má thấy con đang mang thai mà đi kiểu này cực lắm. Hay là má tính vậy nè, kiếm thêm người phụ con nghe. Thôi má, thôi, không có cần đâu. Bởi vì mùa này là cái mùa du lịch, mình kiếm người ở ngoài á khó lắm. Thứ nhất, thứ hai là con còn khỏe lắm, con làm được mà. Nhưng mà con đừng có ý ý. Đang mang thai mà nhất á là 3 tháng đầu này nè, mình phải cẩn thận mới được. Đi đứng là phải cẩn thận đó nghe không con? Dạ. Má nói đúng đó chị Bảy. Năm nào mà không vô mùa này. Tía con ông nói á, bắt đầu từ bây giờ là phải nhận khách nước ngoài ít lại để con được nghỉ ngơi. Rồi á, chừng nào thằng Tấm Tàn nó về á thì có khách thì để nó lo. Dạ. Dạ, con biết rồi. Ê, khoan. Đi chồng đi. Đã. Sao vậy? Bờ sông. Sao? Nguy hiểm, đi trong cho nó an toàn. Ê! Vô mặt. Ê! Gì nữa đây? Cục gạch. Thiệt tình á, em thấy mà, em né được mà. Ê, kệ anh đi. Vậy cho nhỏ nó an toàn. Có em bé, đứng đây đi. Cảm ơn nha. Anh. Hả? Mình có quen biết cái chị đó đâu. Anh nói với chị làm chi? Trời ơi, người ta đi tới là đụng em sao? Anh phải chặn lại. Với lại mình có tin vui, mình nói cho mọi người chung vui với mình. Xàm xàm. Mấy hôm qua đi quay về tới 1 giờ sáng. Vừa về tới nhà đặt lưng được chút xíu rồi ấy tới ấy la làng sùm lên hết. Trời ơi, người ta kêu là anh ơi anh à, dịu dàng ngọt ngào như vậy đó. Vậy mà nói là người ta la sùm. Xưng hô như bình thường được rồi, có gì đâu. Đâu có được. Hồi nãy tôi vô á, tôi thấy có mấy người dòm ngó dữ lắm. Phải kêu bằng anh mới được chứ. Trời ơi, tôi không ngờ ái diễn sâu đến mức độ đó luôn. Từ hồi hai đứa mình công khai quen nhau tới giờ á, chưa có một tấm hình nào chụp chung hết trơn á. Riết rồi người ta nói là tôi là bình phong của Long á. Tôi thấy người ta nói đúng nha bộ. Trời đất ơi Long. Thôi giỡn á. Mà mấy sáng sớm thằng Đông qua kiếm tôi có chuyện gì không? Thôi đi, chải răng rửa mặt nhanh lên đi, rồi đây tôi nói cho nghe. Đi đi. Nhanh lên. Nhanh lên, không thôi tôi đi về đó. Trời ơi, mới sáng sớm.
ngưng được chưa? Ừ, được rồi. Để tôi đăng hình lên mạng cái đã. Tôi không ngờ trình độ sống ảo của Ái càng ngày càng tăng cao đó nha. Tôi làm vậy là tốt cho Long mà. Ở đó mà cần nha. Thôi đi. Ủa, đi đâu á? Thì bây giờ sống rồi thì về. Về gì? Công tình ra đây rồi á thì tập thể dục luôn đi. Cả một cái bụng mỡ đây nè. Tập thì tập. Đi. Đó, bà thấy chưa? Nhìn cũng đẹp đôi quá ha con. Dạ, mà má, con bé này cũng là dĩ nhiên nha. Mà nổi tiếng hơn Tám mình nữa. Vậy mà thích Tám. Tám hay thiệt nha. Để má gọi tía bay ổng mừng. Dạ. Con gọi ổng đi. Thôi má gọi đi. Thôi con gọi đi. Thôi má gọi đi. Mày gọi đi chứ má gọi cái gì. Con gọi tía chửi con làm sao. Bởi vậy tao đâu có ngu. Trời ơi. Thôi má gọi đi. Chồng má chứ đâu phải chồng con đâu. Thôi mày gọi đi. Mày con ổng chứ đâu phải tao con ổng đâu. Gọi đi. Vợ con đi. À anh nghe vợ. Anh nói anh mua đồ ăn cho em. Mà anh đi mấy tiếng rồi chưa về nữa. Chết cha. Anh quên. Đưa đi liền. Anh đi liền. Má ơi, còn con nó đói. Con chạy đi mua đồ ăn cho còn con nghe. Thằng cuối cùng nó cũng lật kèo mình. Ai đó? Vô đi. Hello. Ủa? Như Ái đi đâu vậy? Tôi đi chơi. Đi chơi ở đâu? Tôi đi về quê với ông. Thôi đi cô. Ở Sài Gòn đi cho tôi nhờ. Chắc ông cấm được tôi. Cảm ơn Như Ái. Trong suốt thời gian vừa qua đã tận tình giúp đỡ tôi. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay tôi không muốn làm phiền Như Ái nữa. Tôi có thấy phiền gì đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi với Như Ái đừng xuất hiện chung với nhau nữa. Lúc đó truyền thông, báo chí họ sẽ nghĩ là hai đứa mình chia tay rồi. Tôi đổi ý rồi. Hả? Tôi đổi ý rồi. Là sao? Tôi thích Long. Tôi Như Ái kể từ ngày hôm nay chính thức theo đuổi Thanh Long. Khùng quá. Sao được? Khùng gì? Nam thanh nữ tú đến với nhau là chuyện bình thường. Ông phải vui vì điều đó chứ. Nhưng mà tôi... Chợ hả? Ừ. Nghe anh Tèo dặn nè. Ra ngoài chợ có nghe cái gì cũng phải bình tĩnh nghe không? Nghe cái gì là nghe cái gì anh Tèo? Thì nghe mấy bà ngoài chợ đồn. Đồn? Ủa? Ủa mà đồn gì? Thì mấy bà đồn vụ tấm tàn á. Đồn vụ tấm tàn sao? Thì mấy bà đồn tấm tàn. Đồn sao? Đồn... Mệt anh Tèo kia, anh Tèo nói đại đi, đừng có ba uống nữa. Tấm Tàng quen với diễn viên Như Ái đó. Cái mấy bà ngoài chợ nói Tấm Tàng với diễn viên Như Ái bắt tay nhau tạo scandal đằng nổi tiếng gì đó. Ai mà đùng bậy đùng bạ vẫn biết nữa. Nhái. Nhái. Dạ. Em trong gia đình á, em biết Tấm Tàng nó có
bóng thiệt không? Anh Tèo muốn biết không? Muốn. Tối nay á, anh Tèo qua bển Tèo rình đi rồi Tèo biết. Em làm như anh nhiều chuyện lắm vậy nhái. Cứ anh rình. Thiệt tình luôn, ta đụng bậy đụng bạ mà anh cũng nghe nữa, anh còn hỏi em nữa. Mà thôi, em cảm ơn anh Tèo nha. Em đi chợ đây. Ê, có bóng thiệt không? Em chồng em đó nha. Đi đi, không hỏi nữa đâu. Cái điều này là bao che cho người nhà chống đau trứng. Câu chuyện của tôi ai không có hiểu được đâu. Tôi biết cái quan trọng là được rồi. Nhưng mà cái chuyện này cho tới ngày hôm nay không ai chấp nhận được hết. Chuyện đó là chuyện gì? Nói chung là tôi với Như Ái không đến được với nhau đâu. Tại sao chứ? Tại vì cái câu chuyện của tôi trước đây á là nó... Thôi thôi, cái gì mà khó quá cho nó qua một bên đi. Giờ ông đi với tôi. Đi đâu? Đi đi, biết. Chị hỏi nè, dạo này em với Như Ái á, tình cảm quá ha. Cũng thường thôi chị. Tám, chị hỏi này nè, em quen Như Ái vậy á, rồi cổ có biết giới tính thiệt của em chưa? Giới tính thiệt của em? Sao nay tự nhiên chị lại hỏi chuyện đó? Thôi mệt quá, chị nói cho chú nghe nè. Ở dưới đây á, người ta rồn rần rần chuyện của chú á. Giờ chị không biết phải trả lời sao cho đặng luôn á. Chị Bảy à, chị đừng quan tâm thiên hạ nói gì hết. Em sẽ sớm cho mọi người câu trả lời chính xác. Chị và gia đình đừng lo lắng cho em nha. Mai mốt em về rồi mình nói chuyện nha chị. Dạ, thôi nha chị. Con Đường Đường là một diễn viên có tiếng, mình sao lại đi quen với một thằng nửa nạt nửa mỡ như vậy được? Ai nói ba vậy? Trên mạng đưa tin tùm lum kìa. Ba à, đó là chuyện của ngày xưa. Cái thời còn trẻ đâu có biết mình muốn gì, cho nên mới vậy thôi. Trẻ sao thì lớn như vậy. Ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó vợ, con không nghe hả? Con nói ba rồi mà. Hồi nhỏ khác, lớn lên khác. Con tin là Thanh Long không phải như vậy. Chắc là nó bỏ bùa mê thuốc lú vậy cho con rồi hả? Bùa mê thuốc lú gì ba? Là con của anh trước mà. Trời ơi, lại con vậy nữa hả? Mày không thương ba hả con? Ba, thương ba thì con thương ba nhiều chứ. Nếu thương ba thì con đừng có dính với nó nữa. Nhưng mà chuyện này thì không được. Con đã quyết định rồi. Con thích Thanh Long. Con và anh sẽ thành một đôi sớm thôi. À, chuyện tình cảm của con á, ba để con tự quyết định nha ba. Bây giờ con mệt rồi, con lên nghỉ trước đây. Như Ái, Như Ái, con với cái có sao không? Như Ái có đau lắm không? Thôi đi, lúc đỡ vậy.
tim mình lúc đó đập mạnh muốn rớt ra ngoài luôn là sao? Nhưng mà trước đây thì sao? Mình là ai đây? Thiên Mai, vụ gì vậy? Sao nhà Thiếm có khách, Thiếm còn ở đây? Khách nào? Con đâu biết, con cái chú đó hỏi thăm nhà Thiếm á. Ai? Con thấy cái ông đó giống như trên Sài Gòn vậy nha. Ông gấp dữ lắm luôn. Ai vậy kìa? Lên xe chở về nhà cho lẹ nè. Nhanh lên, con biết con có khách nào. Đây, 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 đây. Chào anh. Ủa, anh kiếm ai vậy? À, tôi kiếm anh chị Hai Lúa đó. Tôi là vợ Hai Lúa nè. Anh kiếm có chuyện gì không? Vậy thì tốt rồi, chào chị. Tôi cần nói về Thanh Long nhà chị. Mời anh vô nhà. Gì gái? Nói. Tại sao mấy này tránh mặt tôi? Tôi Long lợi dụng tôi xong rồi, Long có ý đồ chối bỏ trách nhiệm đúng không? Như gái à, như nhỏ tiếng đi. Ở đây á có người ta đi ngang, nhìn thấy kỳ lắm. Tôi cứ nói cho cả thiên hạ nghe vậy đó. Thanh Long vô tâm, chia tay bạn gái tin đồn. Như gái, thật sự là ái không hiểu được chuyện gì đâu. Nói chung là tôi với ái không đến với nhau được. Tại sao? Trừ khi là Long có người yêu rồi tôi mới từ bỏ thôi. Tôi chưa có người yêu. Nhưng mà thật sự á, đừng nói thêm gì nữa hết á. Tôi biết mà, ai cũng có một thời nông nổi hết. Tại vì Long theo bạn bè nên mới có suy nghĩ lệch lạc như vậy thôi. Chứ tôi thấy Long đàn ông mà. Long cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi sẽ thấy tôi nói đúng. Đó, tôi nói thẳng với chị giờ đó. Con gái tôi đường đường là một tiểu thư đại cát, mà đi quen với thằng Thanh Long á, coi sao được. Anh nghĩ sao? Anh nói sao mà thằng Thanh Long nhà tôi anh coi không được? Ai mà không biết nó là bóng. Nè, anh vừa vừa phải thôi nghe. Nãy giờ là tôi tiếp chuyện với anh là lịch sự đó. Anh đừng có nói chuyện ngang ngược kiểu đó. Con trai tôi biết. Nó trước đây á thì con tôi nó hơi yếu đuối một chút. Nhưng mà bây giờ á, nó là đàn ông đàng hoàng. Phải không Tèo? Đúng rồi. Chị nói vậy là sai rồi. Càng ngày nó sẽ càng lộ ra. Chuyện giới tính á thì á, ở trên thành phố á, đầy hết trơn á. Nhưng mà con tôi biết nó là trai tráng đàng hoàng. Vài bữa nữa nó cưới vợ, nó sanh con, cho tôi có cháu ẵm cháu bồng luôn đó cho anh biết. Được như vậy á thì tôi cũng mừng cho chị. Nhưng mà tôi nói thẳng á là tôi không muốn á con như ái nhà tôi á quen với một thằng á đàn ông không phải đàn ông, mà đàn bà không phải đàn bà. Cái gì? Anh nói cái gì không phải đàn ông, không phải đàn bà? Nè, tôi xin lỗi anh. Tôi không thể tiếp chuyện được với anh nữa. Anh nói câu nào nghe cũng chói tai hết trơn á. Tôi mời anh về cho. Về thì về, chị không cần đuổi. Tôi xuống đây á, chỉ nói cho gia đình chị biết. Đũa mốc và trời mâm son. Anh nói cái gì? Trời ơi, thế mày. Chú làm ơn làm phước chú về em con cái đi. Lát mấy cò nó hay chú xuống đây mà nói em nó như vậy hả? Nó qua nó mút chú luôn á. Về thì về. Hồi nãy mày chở tao vô á thì giờ mày chở tao ra bến xe đi. Thôi chú ơi, nãy con tưởng chú xuống đây chơi hay thăm bà con thì con chở chú. Giờ chú xuống đây chú nói bạn con vậy con nóng đỏ lỗ tai luôn á.
lát chở chú Thuận nóng quá lũ xuống ruộng sao? Hả? Thôi tao tự về. Tức thiệt chứ. Thanh Toàn, về quê liền cho má. Tại sao ba lại tự ý xuống nhà người ta như vậy? Con không chấm dứt với nó, ba phải xuống kiếm nó để yêu cầu nó chấm dứt với con. Ba quá đáng lắm ba biết không? Con đã nói với ba rồi, chuyện tình cảm của con á, ba hãy để cho con tự quyết định. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Tốt cho con? Tốt cho con mà ba độc đoán với con như vậy hả? Con lớn rồi, con biết mình phải làm gì. Đường công danh con đang tiến triển, con lại quen với đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề, rồi người ta sẽ bàn tán ra sao? Người ta nói con á, là không biết nhìn người. Rồi á, đường công danh con chấm hết á, là con có sợ không? Con không sợ gì hết. Sao con cứ binh nó hoài vậy? Ba, từ trước tới giờ bất kỳ chuyện gì con cũng nghe lời ba hết. Nhưng chuyện này con không nghe theo lời ba được. Con... Ba bỏ cái tính độc đoán và cố chấp của mình đi. Chính vì cái tính đó mà mẹ mới bỏ đi đó. Đó, giờ chuyện nó sùm vậy đó. Tía con Như Ái xuống tận đây gặp má. Bây giờ con tính làm sao? Dạ, con xin lỗi má. Tám, bây giờ em sao? Em cũng không biết làm sao nữa. Nói gì kỳ vậy Tám? Con phải hiểu bản thân mình đang muốn cái gì chứ. Nói vậy sao được? Thiệt ra trước đây con là... Không có nói chuyện trước đây. Nói bây giờ đây nè. Bây giờ con tính làm sao? Phải quyết định để còn tính tương lai nữa. Tám, anh nói thiệt luôn đó nha. Em có làm sao đi nữa anh cũng chấp nhận. Nhưng mà bây giờ em lớn rồi, sự nghiệp thì em cũng đã có. Mình phải thể hiện rõ đi, để cho ta không nói ra nói vô nữa. Đúng rồi đó, anh Bảy mày nói đúng đó. Má nói thiệt á, là má cũng muốn có con dâu lắm. Nhưng mà nếu thiệt sự bay không muốn cưới vợ thì cũng không sao hết. Mà phải nói rõ ràng với người ta. Con phải nói Như Ái, để tía nó không có xuống đây kiếm chuyện với má như vậy nữa. Thôi thôi, bây giờ con đang rối trí lắm rồi, đừng có ai hỏi gì con nữa hết á. Ta, ta, ta. Ái còn phải chịu thua Ái. Sao mà Long thắng được Ái? Nhưng mà... Thôi, không có nhân vậy gì hết á. Ái đã qua với Long nhiều rồi, bây giờ Long phải lại với Ái, như vậy mới huề. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh nhất định sẽ chờ em. Anh chờ được bao lâu chứ? Bao lâu anh cũng chờ. Ngàn năm anh cũng chờ em. Anh về đi. Đừng bỏ anh. Anh yêu em nhiều lắm. Alo, Ái nghe nè. Như Ái hả? Long có chuyện muốn nói với Như Ái. Long nói đi. Long thích Ái. Không được, non cờ lắm. Đây hở sườn liền. Tôi giao lại nha. Bây giờ đụng con là chọn nước nha. Dạ đương nhiên rồi. Ừ. Đương nhiên rồi, quân tử mà.
Bây giờ là chưa đụng nha. Thôi nghĩ đi mày. Ủa sao vậy anh hai? Quánh bàn cờ gì mà mày suy nghĩ chắc tới chiều mới xong bàn cờ này quá. Nãy giờ tao mất tiểu muốn chết luôn vậy. Sao anh hai không đi vậy anh chị? Ráng chờ bàn cờ này xong đi luôn nè. Mày chờ mày hoài chắc sao tao chịu nổi. Vậy không ấy bây giờ anh hai đi rồi em ngồi em đợi. Thôi khỏi đợi đi. Sao hả? Tao đi lâu lắm á. Đi làm gì lâu? Thôi nghỉ đi. Tao không có chơi nữa. Tính ra cây luôn vậy. À, điệu hổ ly sơn nè, đưa ngựa đây mình để ý bên đây em thọc nách bên đây em chiếu quý nè. Con Hồng ơi. Dạ, có gì không anh hai? Ủa đường dạo này xuống giá lắm hả? Cũng đâu có xuống giá đâu, sáng em mua cũng vậy à. Cũng vậy sao pha cà phê ngọt quá vậy? Ngọt lắm hả anh? Thì nó cũng ngọt lắm, giống như chè đậu đen vậy đó. Chết mồ rồi. Chắc hồi nãy em pha 2 ly mà cái ông khách kia ổng uống hơi ngọt á, chắc em pha lộn á. Mối mang mà làm kiểu này chết rồi. Hôm nay em bỏ thêm cà phê cho anh cho nó bớt ngọt nha anh hai. Thôi. Ủa kiểu đó mất ngon. Điền đi. Thôi đừng giận em nha anh hai. Được mà. Lỡ con lần mà. Nghỉ uống thôi chứ giận hờn gì. Ngoài kia trời lất phất hạt mưa, mây con ve nhỏ cất tiếng kêu ngoài nhà viên. Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng bay trong gió, bao nỗi niềm riêng chồng chất giữa tim sâu. Tăng tăng ta tăng 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 tăng. Mỗi chiếc lá bàng rơi như con thuyền nhỏ trôi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bà Tư! Bà Tư! Đứa nào chơi kì vậy? Đứa nào? Ông làm gì vậy? Tôi kêu bà cả chục tiếng vậy? Đang nghe cải lương mà. Vụ gì vậy? Cái nón tôi bán ở đó đâu rồi? À, nón nào? Bà nón ông hả? Ngoài hè, treo ngoài hè. Quỷ thần thiên địa ơi, cái nón tôi bà đem mà treo ngoài hè cho ma đậu quá hả? Không, giặt. Giặt phải phơi chứ, phơi khô phơi ngoài á. Nhưng mà giặt cũng phải đem để chỗ cũ cho người ta chứ. Chưa khô sao để chỗ cũ? Lần sau á, đồ tôi để đâu á, làm ơn làm phước để y đó cho tôi nha. Đừng giờ tới giờ lui. Bốn lần tôi cần tôi kiếm gần chết. Giặt cho không cảm ơn là lối ôm sộm. Khó quá trời quá đất. Nói cái cãi, mười cái. Không bỏ một câu nào hết. Bà. Dép để vô hầy. Kệ tôi. Đừng đá động tới ba đồ của tôi nữa. Đồ đạc trong nhà, trong cửa, để đâu để đó. Ở không quá, tối ngày. Dời tới dời lui. Kiếm riết phát quạo luôn à. La hét nói sao khó. Khó này khó nọ. Ông la chịu nổi không? Cái nón người ta vậy đó. Tự nhiên đem đi giặt rồi đem máng ngoài hè. Ở ông nhà riết chắc khùng quá. Lội ra ngoài chút cho nó mát. Ủa đôi dép rồi. Bà Tư. Đi. Đôi dép đâu rồi? Giặc ơi. Trời Phật ơi, ai sai ai mượn bà. Đồ lao không à. Tía. Trời Phật ơi, cái gì vậy bảy? Dạ, có lái heo tới. Lái heo tới mày tiếp đi, kêu tao làm chi? Không phải, người ta muốn gặp tía thương lượng lại giá cả. Thương lượng cái gì? Thì tự con giải quyết đi. Lớn rồi chứ nhỏ nhất gì nữa đâu. Hở chút cái tía, hở chút tía. Không phải tại người ta đưa giá thấp quá, không có hợp lý. Nên con muốn để tía nói chuyện với người ta.
được giá thì bán, còn thấp quá để dành bằng thịt ăn. Dạ, vậy để con đi nói chuyện với người ta. Mai mốt thì chuyện gì tự giải quyết đi nghe, đừng làm phiền tao nữa hả? Dạ, biết rồi tía, tía đi. Sáng sớm rồi thấy không vui rồi. Mang mới qua. Sao rồi? Dạ, tiền bán heo mất. Bán heo được giá không con? Dạ, kỳ kèo dữ lắm, mới được giá mình mong muốn. Ôi rồi tía bay đâu rồi? Dạ, ông ngoại kìa. Con mới vừa bị chửi xong. Hả? Sao chửi? Con nói tía, tía ơi đi trả giá heo giùm con đi. Cái tía nói, tự quyết định đi. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng kêu, cái gì cũng ghéo. Dạo này tía bay sao? Hỏi chút là cọc, hỏi chút là cọc à. Hôm qua má cũng bị chửi nè. Má cũng bị nữa hả? Ừ, chứ ông ngán ai không chửi. Tía ngày sau nóng tính dễ sợ luôn á nha. Thôi để mai má ra chợ mua nước mát về cho ông uống thử coi sao. Dạ. Ủa mà được không nước mát? Cũng hên xui thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nóng gì mà nóng quá trời, nóng như lò lửa vậy ai chịu nổi. Nếu vậy má phải mua nhiều nhiều vô cho tía uống đi. Như nó lửa luôn chứ không phải lò lửa nữa. Anh Hai Lúa dạo này sao anh khó tới sợ luôn. Hồi đó anh khó một, bây giờ anh khó tới 10. Sao em nghe nói ha, mấy người ở lúc trẻ khó sao dễ, đâu thấy ảnh càng ngày càng khó hơn. Hôm bữa có ly cà phê vậy à, năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà cũng giận. Rồi bữa vô đâu thèm ghé uống cà phê gì đâu. Vậy luôn hả? Vậy không phải mình ơn cô đâu, tôi cũng vậy nè. Biết bao lâu nay anh có gọi cà phê cà pháo gì đâu, không gọi quánh cậu quánh kiết gì luôn. Bởi vậy mai mốt nói chuyện với ảnh cẩn thận để ý chút đi. Thôi ảnh làm lớn anh khó chịu, mình phận làm em mốt mình chịu khó là xong thôi. Thì bởi vậy chứ lại đây em bán cà phê cho, lúc nào cũng chịu khách chứ bộ. Mua bán lô mua bán chụm đầu châu mỏ nhiều chuyện gì đây? Anh Hai, anh hãy uống cà phê ha. Ủa nào tới giờ cô uống cái thứ khác đâu mà hỏi chi cho nó hao hơi tổn tướng vậy? Em pha liền. Gì vậy anh? Nhớ bỏ đường, pha chấm. Nhớ rồi, ít ít đường. Đừng quên chứ. Không dám đâu. Cười sao thấy nham nhở quá. Này gió mà khó quét dữ vậy trời. Quét cứ bay vậy sao quét. Coi kìa. Khỏi quét luôn. Ủa ông sao vậy? Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Sao tôi thấy mệt trong người quá trời bà ơi. Vậy hả? Giờ thấy làm sao rồi? Chóng mặt, tim hiện đập nhanh nữa. Chết rồi. Khó kiểu, thở. Kiểu này chắc phải đi bác sĩ đâu ông ơi. Để tôi kêu bãi cò nó chở ông đi nha. Ngồi nghỉ tôi rót trà cho uống. Đã nói là không sao mà má con bà làm quá lên. Không sao cái gì. Ông nghe bác sĩ nói sao? Bây giờ sức khỏe của ông không có được như trước đâu, phải cẩn thận mới được. Tôi thấy trong người tôi khỏe re. Ông nhớ bác sĩ dặn ha, ông làm cái chuyện gì cũng đừng để ảnh hưởng tâm lý mình. Nhất là đừng có để mà bực bội, nóng nảy như vậy là không có tốt cho sức khỏe đâu. Ủa tôi có nóng vậy đâu, mà đó tới giờ tính tôi vậy mà. Có. Nhiều lúc bực bội thì cũng phải la lên, chứ đừng không la làng lên làm gì. Chuyện gì cũng vậy hết á, cứ bình tĩnh mình giải quyết. Mắc gì mà phải la làng, hở chút là la lên, hở chút là la lên. Phải biết kiềm chế, phải nén lại mới được. Lúc ta đang bực mình bà kêu kiềm chế, kiềm kiểu sao? Thì cái lúc mà ông bực mình á, ông nghĩ tới cái chuyện gì nó vui vui á, cho nó không có bị bực nữa.
có gì đâu mà vui. Ví dụ như là ông nghĩ tới tôi nè. Thím Hai, Thím Hai. Gì vậy con? Dạ, chào Thím Hai. Chào chú Hai. Gì không con? Dạ, má con kêu qua xin ớt. Chờ Thím Hai chút nha. Ba mày chùm ăn ớt. Thôi ta kiếm vài cái hột ớt là giải đi, nó mọc lên đó mà sưng ăn. Ai chảy cái đầu cho mày mà tự nhiên vậy? Hả? Có hai cọng rau y như con tôm càng nè. Hả? Gia đình đi ăn ớt mà mặc đồ toàn dưa hấu không? Nè, ớt nè con. Dạ. Nhiều đủ không? Thím Hai ra vườn hái thêm nha. Dạ, dạ đủ. Dạ, con chào Thím Hai về. Về đi con. Con này làm gì nó sợ tôi như sợ cọp vậy. Tự nhiên gặp cái tóc chạy. Tại cái mặt ông nhìn ngầu quá mà đứa nào không sợ. Tôi còn sợ. Ngầu gì đâu ngầu. Mặt tôi bình thường mà có ngầu gì đâu. Tôi nói bình thường còn đỡ. Ông mà khó chịu trong người một chút hen. Chàng ơi, tôi nói nhìn cái mặt hen. Nói tôi còn ớn ốc chứ đừng nói mấy đứa nhỏ. Mấy đứa con nít trong xóm này đứa nào nó không thích tôi đâu. Nghĩ con nhỏ này nó làm sao đâu. Ăn miếng đi. Không ăn đúng không? Không ăn bác kêu ông Hai ra bắt bây giờ nè. Ông Hai, nó không chịu ăn nè ông Hai. Mày kêu ông khác ra hụt đó đi mày ơi. Vô tao làm gì? Ông cười. Anh Hai, em lỡ đụng anh, em không thấy anh. Đâu có sao đâu, cô đâu cố ý đâu. Dạ, em cố ý. Thôi vô làm cà phê uống đi. Dạ dạ, uống như kỹ, ít đường hả anh? Đúng rồi, y như cũ, đường ít. Kỳ vậy ta. Ai cũng nói mình khó tính, ít cười. Thấy cũng bình thường. Cười gì cũng được nè. Má mới quà. Bé con. Hình như con đổi thức ăn khác cho heo hả? Dạ đúng rồi má. Người ta nói cái loại này tốt lắm nên con thử. Trời ơi gan dữ. Tía bay mà không biết được ông rầy chết á. Nhưng mà ai cũng nói xài loại này tốt lắm. Tốt đâu thì má chưa thấy. Mà chuẩn bị á, dính hay cái lỗ tai lên nghe ông chửi nè. Rồi giờ tính sao giờ má? Thì ngay cái lúc ông chưa biết đây nè. Cái này đi đổi đi. Dạ đổi. Bái. Tía. Đổi thức ăn cho heo hả? Dạ. Nghe nói cái loại này mới á, nó tốt lắm tía. Tôi mới biểu nó đi đổi liền á. Tía, dạ, thôi để con đi đổi lại cho tía. Thôi khỏi. Hả? Thử coi sao. Nói thiệt hả? Bác sĩ có dặn, tính tình, bớt nóng nảy lại. Nóng quá, nó không có tốt cho sức khỏe. Nó dễ bị lên huyết áp, tim mạch. Cái thứ hai nữa, bây giờ tôi là trụ cột trong gia đình. Mà tôi không vui, tôi quạo, thì cả nhà không vui. Bởi vì tôi đã nhận ra, khi tôi quạo quọ thì mọi người đều xa lánh tôi. Tôi biết được cái đó. Thành thử tôi hứa với bà, từ rồi sắp tới tôi sẽ vui vẻ với gia đình, với bà con lối sống. Trời đất ơi, sao anh Hai Lúa dạo này tự nhiên cái ổng dễ tính thấy rõ luôn nha. Hôm bữa đụng ổng cái mình sợ muốn té xỉu luôn. Mà ổng cười. Trời ơi, mình không dám tin. Vậy luôn hả cô? Chú cũng vậy nè. Bữa nọ đó, chú Hai điện chú Ba là hẹn quýnh cờ uống trà. Mà trời ơi, coi như là cho ông leo cây thang mỏ bò lắng bóng luôn á. Mà bước qua ông không có giận gì hết, ông cười, ông hỏi thăm cho nội thành phố khỏe không nữa. Trời ơi, chú Ba quýnh cờ mà chú Ba phân tâm. Không biết là ông trở tướng lại lúc nào, hồi hộp muốn chết luôn đó. À, quên. Bữa hôm mày còn đâu có tâm sự với con.
là hôm trước là chú Hai đi khám bác sĩ á, xong rồi bác sĩ khuyên chú Hai là lớn tuổi rồi không có được nóng giận nhiều, không thôi là nó bị cao máu, lên huyết áp, đúng rồi. Nhưng mà theo con để ý chú Hai á, con hiểu tính chú Hai thì chú Hai thay đổi, không có lầm lì lì mặt khó chịu vậy, đặng cho mọi người mà dễ gần hơn á. Chứ chú Hai cứ mặt nó hoài, con cũng không dám nói chuyện chú Hai, không dám kể chuyện gì nghe luôn á. Không phải vậy đâu con, tính nết một con người không thể một sớm một chiều mà thay đổi được vậy đâu. Vậy chứ sao? Theo chú Ba biết á, là cổ nhân có câu là nhất kiếp phân thân dạng kiếp bất phùng. Là sao chú Ba? Tức là cái người mà sắp theo cái diện đoàn tụ á là hay có đổi tính đổi nết lắm. Cái gì? Anh Hai tính chia tay sợ lá đi đi xuất cảnh hả? Ồ. Ủa vậy là chú Hai tính đi nước Mỹ hả chú Ba? Không phải nước Mỹ, nước muối á. Là sao? Là đi xuống dưới bán muối á. Chẳng bảy ba mà ông nghe ông chửi chết rồi, nên giờ ông đang vui cỡ nào chứ. Đúng rồi chú Ba ơi, chẳng qua chú Hai nhận ra một điều, thay đổi gì mọi người cho bà con người ta vui vẻ vậy mà. Nói cũng đúng thôi, chứ ví dụ gặp cái người mà ta thoải mái, ta vui vẻ, mình nói chuyện mình cũng thấy nó vui phải không, mình thấy nó cũng nó không có gì áp lực. Còn cái người mà lúc nào cũng lầm lì lì á, mặt không mà nở nụ cười thì á, nhìn thấy khó chịu, không muốn nói chuyện, tránh xa đi. Đúng rồi, mấy bữa mặt chú Hai hầm hầm, con có chuyện quá trời luôn mà đâu dám kể đâu. Còn gì nữa? Mới thử lòng rồi hai người thương dữ hả? Gì? Chú nói chơi vậy thôi, chứ ổng mà có trăm tuổi già đó, tao mừng từng chung với ổng đó. Chỉ mong á là ổng đổi tính đôi nết, ổng hiền vậy nè, cho đến già luôn là sẽ lấy mình vui biết chừng nào con ha. Đúng rồi. Mày đợi á? Rảnh không mày? Dạ rảnh. Qua đánh cờ chơi. Đi hả? Để em xem cờ sẵn đi, em qua liền, 1 phút 30 giây. Tao chuẩn bị cờ nha. Trà, bánh mứt đàng hoàng nha. Lẹ. Nói chuyện ai hả? Rủ bà đời qua đánh cờ chơi thì tôi chỉ có điện thoại cho ông bà đời với tư ếch rồi đánh cờ với điện ai. Có sao không? Sao đâu, hỏi vậy thôi mà. Đánh không? Chi? Chấm bình trà uống rồi. Có cần chuẩn bị bánh mứt gì không, tôi lấy luôn. Tùy lòng hảo tâm. Đậm đậm chút nha. Nói qua liền, qua liền, qua liền. Ngồi chờ nó muốn mục xương thì chứ. Thì vô đây coi mày làm gì vậy? Anh Hai nhẹ nhàng tình cảm thôi. Anh Hai đừng có nặng lời. Nó giục, nút ve ve đó. Mày nói mày qua liền. Tao ngồi đây tao chờ mày, tao uống nãy giờ hai bình trà rồi đó. Số là gì nè, có hẹn với anh Hai. Gà qué heo cuối sông sài. Trời đất ơi, trên đường đi ông rượt em quýt điếu hết trơn luôn. Chạy bún cũng tay chân luôn nè. Ai rượt mày? Thì cái ông mà rượt mà không chạy là không xong đó. Mày biết tao tháo rượt hả? À ổng đó, anh mới nhắc gì? Cứ im im lại nữa nè. Bớt chưa? Nó hơi kềm, hơi dằn xuống rồi. Mình nhẹ nhẹ thôi nha. Đánh cờ được không? Trời ơi, em đánh cờ bằng cái trí tệ với bằng cái tay chứ đâu đánh khúc dưới đâu. Không sao. Chiếu đỡ nổi không? Mày té đó. Chiếu phải không? À, để mới chống xỉ cái nè. Xỉ đi. Không chưa? Rồi chiếu đi. Chiếu mày nè. Cái gì vậy? Em mới bước vô chưa đụng bàn cờ sao chiếu phá đầu được ta? Trong thời gian chờ mày nãy giờ tao đánh giùm mày mấy nước rồi đó. Trời ơi, gạn tịnh nó ghê được chứ. Này ngon chứ. Từ vậy gì hết hồn vậy? Bà giặt đồ cái kiểu gì vậy nè? Giặt chung với đồ ai? Bay màu, nó lem qua cái áo tôi tùm lum nè. Bà làm ăn gì bà coi được không? Thấy gì đâu. Đây nè. Ý chết. Trời ơi, cái áo tôi mới mua. Rồi giặt chung mà nó ra màu tôi không hay. Bà làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy? Không, này cũng có chút xíu, đâu có nhiều đâu. Chút xíu cái gì? Một bệt gì mà chút xíu hả? Thì để mai tôi tẩy cho. Tẩy liền bây giờ nè, không có mai mốt gì hết á. Trời ngu, mà vũ trời. Thì để tôi tẩy. Ôi mà sao nóng quá vậy? Bác sĩ dặn rồi nhớ không? Nhớ.
nhớ cái câu bác sĩ dặn đó, mới dặn từ hôm qua tới nay đó, bao nhiêu chuyện dồn dập, thần tiên cũng nổi điên chứ đừng nói chi hay lúa. Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa đổ chờ nước đổ trên nguồn. cái gì vậy? Cỏ! Chú ba! Con làm gì con chạy như bay vậy cỏ? Con về đổi phân. Đổi phân gì? Dạ phân bón. Con đổi phân rồi. Con định qua nói má không biết. Cái bây giờ con phải chạy về đổi lại. Ủa là sao? Đổi rồi đổi lại là sao không hiểu? Ủa chú ba? Hả? Thì chú ba đời con tưởng đâu mọi chuyện trên đời này chú thông hết mà. Sao giờ chú hỏi con? Trời đất ơi! Chú có ba đời chứ phải 10 đời rồi hiểu hết. Có khi có câu chuyện phải nói nó nằm trong cái 7 đời đó. Hiểu không? Dễ xích rõ hơn coi. Dạ, tức là... Tiến trở lại rồi. Cái này điếc luôn nè. Là còn có 2 đời thôi đó. Khó hơn hồi nãy nữa. Mày nói người ta còn có đời rồi tao lụm mày luôn nha. Là Tiến khó đánh trở lại rồi. Trời ơi! Bây giờ chết chú rồi nè. Ơi chú ba! Bây giờ nó lây rồi nè. Cái gì mà cái liên quan gì tới chú? Cái rối của mày nó lây qua tao rồi nè. Là bắt đầu con không hiểu nè. Không hiểu phải không? Chú giải thích nè. Tối qua ông già Tiến mày á, dạ, điện cho tao. Nói sáng nay anh em mình quánh ván cờ lúc 7 giờ. Dạ. Tao tưởng ông tính cũ, tao tưởng ông chưa trở lại. Chú thông cho ông ăn lạc, sáng nay tao tắm cho Thím Ba đây. Ủa? Ghê vậy? Sáng nay chú tắm heo cho Thím Ba. Rồi chú cho gà Thím Ba ăn. Cho gà, rồi chú mới tèn tèn ra ngoài Diễm Hồng uống ly cà phê. Bây giờ là... Wow. Bây giờ 10 giờ. Đó, chết chưa? Bây giờ mới đi lánh nạn trốn ông đi. Con cũng phải về đổi phân trốn ông đi nha. Dạ. Bảo vệ tính mạng mà nghe. Dạ dạ. Chúc chú bình an nha. Bình an ông nội sao cho bình an. Trễ 3 tiếng hồ bình an gì? Bây giờ cái chỗ này xác lỗi xong về. Xong đâu rồi lỗi. Chứ mình bộ đồ này trốn ở đâu không thấy chứ hiểu không? Dạ dạ. Lẹ đó đi. Ủa? Tí mình chứ đâu phải tí chú ba đâu mà. Sao chú ba sợ dữ vậy ta? Cái băng rôn chuẩn bị cho ngày 8 tháng 3 hả Tiến? Ừ. Năm nay bên xã ta nhờ mình căng băng rôn rồi mua quà cáp tặng cho chị em phụ nữ. Sao mà năm nay thấy hai sòng sáo chu đáo quá. Bên xã ta nhờ làm, không làm coi sao được. Thằng thứ tôi mới đứng lên tôi làm thôi. Mà tôi có làm gì đâu. Chứ ông Bảy, bà Lít, Tèo, Nhái làm. Tôi chỉ huy thôi. Thì tía xài đâu tụi con đánh đó. Nhái. Dạ. Con coi phụ nữ ta thích gì đó. 8 tháng 3 á. Dạ. Con đi mua giùm tía nha. Dạ. Chỉ nhớ nè, mua ở trái cây, nước ngọt nè. Dạ. Rồi bánh kẹo rồi đó con. Mua thêm làm vài bao mắm gì phát quà cho anh ta. Dạ, dạ tía. Nói thiệt á, công nhận ông tâm lý thiệt á. Tiền thì nó không bao nhiêu, nhưng mà quan trọng là cái tình đó. Phụ nữ á, họ cần lắm cái sự mà quan tâm, chăm sóc chút vậy đó, ta vui. Thì đó, tiền bạc thì nó có nhiều đâu, mà phụ nữ ta vui. Bởi vì người ta chỉ có ngày 8 tháng 3 thôi. Rồi quà cáp, rồi động viên, rồi chị em người ta cho người ta phấn khởi. Nó có tinh thần, ta làm việc, ta chứng tỏ là mình có quan tâm đến người ta. Biết rồi. Mày vịn cho chắc để ngã hư xe đâu nghe mày. Buồn gà đó, có gì đâu mà ông thiệt. Xong chưa vậy? Sắp xong rồi, đứng ở không phụ con trai đi. Xong chưa hả? Sắp xong rồi, chờ xíu, đợi cột cái. Đó. Bên đây mới té nào. Má. Thiếp tư. Chà, sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi. Năm nay, sớm xẻo lá mình mừng cái bộ hoành tráng dữ ta. Dạ. À má, cầm giùm con đi. Con nó điều chưa? Đúng rồi. Để má canh. Xích lên xíu. Dạ. Lên mấy cò, lên. Bên đây sao? Hạ xuống chút xíu, hạ xuống cái kéo xuống. Mấy cò, mày hạ bên kia xuống đi, tới cột rồi. Điều ơi. Để tao làm cho. Trời ơi, đây, gian, tránh đi. Được chưa? Tránh, tao làm cho. Vậy được chưa Thím Tư? Không, nhích lên xíu nữa được rồi. Thấp xuống. Được chưa? Nữa. Đó, thấp xuống nghe lời máy em đi. Thấp xuống nữa, thấp. Rồi. Rồi, đây. Được rồi.
Trời, có thím Tư đỡ ghê. Phải biết gì nhờ thím Tư đi canh mấy cái băng rôn cho đẹp đều với nhau coi. Ừ, được đó. Để thím theo thím canh cho. Má có bận công chuyện gì á thì má đi đi. Này để tụi con làm được rồi. Để má theo má canh cho. Chứ má sợ mấy cái tấm sau á nó không có đẹp đồng đều bằng cái tấm này. Hả? À quên nữa. Hồi sớm dự tí kiếm má đó. Tí kiếm má hả? Dạ. Thôi vậy má về con ông kiếm má có chuyện gì? Mà hai đứa nhớ nha, treo sao mấy tấm kia mà đều đẹp đều như má canh nha không? Dạ, nha. Dạ, dạ, dạ. Vậy á? Dạ. Thím Tư rảnh rảnh ra coi tụi con treo băng rôn nghe thím Tư. Ừ. Ông vừa phải thôi. Bớt cà khịa má vợ tôi lại nghe. Xây giấc mộng ban đầu thuở người vừa mới đôi mươi, em đang đồ trắng tròn. Ông nhận cái bài này mình hát cũng hay, mà ông hai nhà mình ông hát cũng hay. Còn thấy tía má đều hát hay hết á. Ủa giái má. Ừ. Mua quà chưa? Dạ con mua rồi má. Con mua gì vậy? Dạ con mua mỗi người á là mỗi phần một hộp sữa, một bịch bột ngọt với hai hộp bánh á má. Lúc đầu á con định mua là đồ làm kỷ niệm, nhưng mà người ta kêu hết hàng. Cái thứ nhất thứ hai là mua mấy cái này á nó thiết thực hơn nữa. Đúng rồi đó, má thấy con tính vậy là hợp lý đó. Ê rồi nói vậy là mua vậy mình tự gói luôn hả con? Dạ mình tự gói, con kêu chồng con chở về nhà hết rồi ở nhà tự gói, chứ để người ta gói tốn tiền lắm á. Ờ vậy cũng được. Ôi có vậy đâu, thì để tía kêu ông Bảy á, nó kêu mấy đứa thanh niên trong xóm này xúm rồi nó gói. Trời ơi, tía mà kêu anh Bảy gói á là không khác gì kêu phá bột phá đường hết. Ba gói nó dễ ợt chứ gì, tía gói còn được nữa à, không biết thì cũng phải học chứ. Quà tặng cho phụ nữ mà bắt phụ nữ gói còn gì ý nghĩa, đúng không em? Đúng rồi. Ừ, để hai nói câu nào cũng hay hết chứ. Dòm gì? Ông làm gì em Tư? Ở trên xã đó có cái buổi tọa đàm mà nói về cái ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Cho nên là anh xui anh thấy tôi là cái người cũng có biết văn hay chữ tốt, anh mới kêu tôi viết mấy cái thiệp này đó để mời cho những người phụ nữ trong xã mình. Chà, năm nay á sớm xẻo lá mình á làm cái lễ 8 tháng 3 cơ bộ quy mô nghe ông. Ừ. Làm tôi cũng nôn nao, trời hào hứng quá ông ơi. Đó bà thấy không, bây giờ là cái thời đại mới rồi, cái người phụ nữ lúc nào cũng được tôn vinh trân trọng, thấy không? Cho nên ủa tự nhiên bà nói hoài nãy tôi phân tâm, tôi chưa viết cái nào được luôn á. Đi vô trong đi, làm gì làm đi. Thì đi đi trời ơi, tới tôi tập trung coi. Làm gì đuổi gì vậy? Không có đuổi, để tôi tập trung á, không mới đuổi. Đi đi. Đuổi gì đuổi ta. Là phân tâm hết trơn, không có viết được gì hết trơn. Má. Hả? Má làm gì mà má ngồi cười tủm tỉm nãy giờ vậy? Tía bày á. Trời ơi, dạo này ông lạ lắm. Lạ sao má? Ông bày đặt mua quà làm tặng má dịp 8 tháng 3 đó. Mèn đét ơi. Con đoán thì đúng không nha? Con nghĩ là tía sẽ tặng cho má một bó hoa thiệt là bự, xong rồi để mấy cái thỏi sô-cô-la kế bó bông, đúng không má? Không phải. Chứ tía tặng cái gì? Má thấy hộp quà tía chuẩn bị tặng cho má rồi. Để sẵn luôn rồi hả? Ừ. Nhưng mà má giả đòi như là mình không biết cái gì hết. Chú Tư, chú Tư. Ủa ai hả? Chú Tư ơi. Ủa? Tèo, vô đi con. Chú Tư. Gì vậy? Ngồi 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 ngồi. Gì vậy? Hoàng coi coi chú viết thiệp xong chương, chở chú đi phát nè. Chưa có đâu, chú còn ghi cái này còn suy nghĩ được dữ dội lắm. Ủa mình viết thiệp thì mình ghi ngày giờ rồi thôi chứ ghi gì suy nghĩ gì chú Tư? Mình đâu có được mày, cái đó là quá tầm thường. Cái thiệp mà ghi vô ngày giờ mời là thường. Bây giờ cái thiệp bây giờ mình phải có những cái câu danh ngôn
vô để mà tôn vinh cái người phụ nữ, hiểu chưa? Ủa chị Tư. Ủa chị Xui. Ủa đi đâu mà sao mặt mày buồn hiu vậy? Tôi đang buồn ông Tư nhà tôi. Có chuyện gì vậy? Ổng lo chuẩn bị cho cái ngày 8 tháng 3 nè. Tôi đứng sớ rớ, cái ông đuổi tôi đi à. Ổng còn nói tôi nói nhiều quá. Chị coi á, tức không? Lo cho ngày phụ nữ vậy á, về nói chuyện với vợ con như là dù đục chấm mắm nem vậy. Thì tính của anh Xui á, hồi nào tới giờ là vậy mà. Hơi đâu chị buồn, chị giận ảnh chi, cho nó khổ thân mình. Tôi nói thiệt á, ổng á chỉ được con cái là hiền lành nè, chứ mỗi lần mà ổng nóng lên á, cọc cằn mà. Thì cũng như ông nhà tôi nè. Bữa nay á đi mần công chuyện, ta nói trưa nay không ăn cơm nhà luôn. Mai cũng vậy. Ê, hay bây giờ á tôi với chị qua nhà nhái nấu cơm ha. Ý này hay rồi nha. Có bộ vui đó chị. Vui đó. Nè, chuyến này tôi cho biết nha. Ngày 8 tháng 3 tôi quyết định tôi sẽ dùng lên để cho ông biết, qua bển sẵn kể cho hai nhái nghe luôn. Đi, đây. Đi vậy. Má tính dùng lên bằng cách gì má? Má chưa có nghĩ ra kiểu gì. Nhưng mà kiểu gì kiểu á, má cũng quyết định dùng lên. Chàng ơi, ngó bộ chiến này chị xui xung dữ nghe. Đã qua rồi á, cái thời mà dĩ hòa vi quý. Bắt đầu kể từ hôm nay nha, hễ tôi giận á là tôi sẽ tỏ thái độ liền cho ông thấy. Rồi thôi, tôi hiểu rồi ha. Uống miếng nước đây nè. Ủa tía. Anh Xui. Chào chị Xui. Nhái. Ủa má nhái có đây nữa hả? Vậy là hay quá rồi. Tèo, làm việc đi con. Thưa thím hai, thưa thím tư, thưa em nhái. Con Lê Minh Tèo, đại diện cho thanh niên ưu tú, tiêu biểu, dũng cảm, đẹp trai nhất Sở Lá, xin trân trọng kính mời ba người phụ nữ xinh đẹp tới dự buổi tọa đàm nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 của Sở Lá mình. Đâu rồi. Đây, của nhái nè. Đây, của thím hai. Cảm ơn con. Thôi chú Tư đưa đi. Mình cầm lấy đi. Bữa đó mình nhớ đi nghe mình. Ủa. Chị Tư. Sao vậy? Nè. Má sao vậy má? Chị Xui có sao không đó chị Xui? Chị Xui sao bình tĩnh? Sao vậy má? Ủa. Nhớ. Bình tĩnh chứ. Cái vụ dùng lên. Vụ dùng lên đâu. Trời ơi. Nghe là tan chảy hết rồi. Dùng lên gì nổi nữa. Chà, bữa nay làm gì sáng sớm nhìn thấy sáng sủa đẹp gái quá. Thôi tôi đi công chuyện à. Đi công chuyện liền giờ hả? Đi liền bây giờ chứ, chuyện gấp mà. Ủa sao tay không cầm gì hả? Có cầm chứ. Có đâu? Cầm nón nè. Ủa rồi con. Còn cái gì? À, bà ở nhà đi dự hội nghị nha. Tôi đi à. Đi. Bye bye ha. Rồi, vô gặp. Kỳ vậy ta? Chắc là đợi tí tối về mới tặng cho mình nè. Kệ rắc chờ thử coi sao. Chị má,
xong chưa? Mình đi được chưa chị? Ờ, đi chứ, xong rồi. Hả? Tía tặng quà cho má chưa? Chưa, chưa thấy gì hết trơn á. Khui quà xong á, món quà gì á, nhớ phe cho tôi biết với nha. Nói thiệt á, mình cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng không ham chị ơi. Chị nói phải đó, phụ nữ mình á, chỉ cần một lời nói ngọt nè, hay là một cái cử chỉ tinh thần, vậy là đủ vui cả năm rồi đó chị ha. Chà, coi bộ cái câu mình ơi, mình à đó cũng còn hiệu nghiệm dữ hen. Chị Xu biết không, tánh tôi á ào ào vậy á, chứ dễ bị mềm lòng lắm. Mà hễ khi mềm lòng á là mềm lâu thiệt lâu quá chị Xu. Thôi đi chứ, đi rễ giờ. Đây con. Ôi. Ông Tư, ông dọn dẹp ở bển mà sao xong lẹ vậy? Thì lẹ mà, đâu có gì nhiều đâu. Công nhận á, đợt này á, xẻo lá mình á tổ chức 8 tháng 3 vui quá trời á ông ha. Vui là mấy bà vui đó, chứ cánh đàn ông tụi tôi á mệt muốn đứt hơi luôn à. Thôi tôi đi ngủ nghe. Ê, cái gì vậy? Đâu có đi ngủ được giờ này. Ý bà làm sao đây? Nấu cơm. Cái gì vậy? Ủa, hồi sáng ai đứng lên hô hào là bữa nay á là mấy ông đàn ông á phải nấu cơm cho phụ nữ chúng tôi. Đó là tôi hô hào cho người ta làm, chứ không phải tôi nói tôi làm đâu. Mày giờ ông nấu không? Không nấu, tôi nói cả xóm xẻo lá biến hết à. Thôi được rồi, mệt quá, tôi nấu cơm cho, rồi bà đi giặt đồ đi. Cũng không được, ông giặt luôn. Tôi làm hết luôn hả? Chứ sao, hôm nay 8 tháng 3 mà. Hôm nay ngày 8 tháng 3, tôi giặt giùm bà cái áo của tôi. Sao bữa nay trời chiều rồi mà thấy còn nắng quá không ha? Ừ, ban ngày mà nó dài vậy đó, ban đêm nó ngắn lắm. Bởi vì công chuyện gì đó tranh thủ làm cho nó xong, sắp hết ngày. Công chuyện tôi á thì tôi làm xong hết trơn rồi. Nhưng mà ông á, công chuyện của ông á còn gì không? Làm luôn đi, trời sắp tối rồi kìa. Này 8 tháng 3 đó, tôi còn vui dữ lắm. Tôi biết rồi, tôi biết bà vui, 8 tháng 3 bà vui lắm. Thành tử tôi khuấy động phong trào hồi năm ngoái năm kia tới giờ này nè. Tôi được cái khó vui, mà vui rồi á vui lâu lắm, còn vui nè. Hiểu không? Sao tôi thấy bữa nay nội tâm bà rối vậy? Mệt quá à. Không hiểu luôn hả? Tôi đi làm công chuyện của tôi rồi, để tối giờ. Kỳ ta, sắp hết ngày rồi mà. Chắc là để tới tối nè. Tới tối nó lãng mạn hơn. Anh, anh nói là anh tặng quà cho em á. Vậy quà đâu? Bí mật. Bí mật cái gì? Em lục tung hết cái nhà luôn mà cũng thấy quà đâu á. Ủa em ngộ nha, tao muốn tặng quà khi nào tao muốn người ta tặng, còn em lục tung cả nhà lên đi kiếm quà là sao? Ai biểu anh chi, gần hết ngày 8 tháng 3 rồi mà cũng thấy quà đâu hết trơn á. Có tặng quà cho người ta hay không á thì cũng phải nói một tiếng chứ. Đương nhiên là có rồi. Có hả? Có chứ. Vậy chứ quà đâu? Giấu rồi. Giấu ở đâu? Biết em có tính tò mò nên anh giấu bên tía á. Em đi qua nhà tía. Ngon quá. Tối rồi sao không đi ngủ đi mà còn biểu diễn thời trang hoài vậy trời? Tôi á,
là tôi cũng buồn ngủ lắm rồi đó. Buồn ngủ sao không ngủ? Nhưng mà tôi ráng thức coi thử ông có quên gì không. Đâu quên gì đâu. Nguyên trong ngày nay ông không quên gì hết hả? Thì ngày nay nè, trao quà 8 tháng 3 cho anh ta à, thôi đó, có làm gì nữa đâu quên. Chắc chưa? Chắc. Tôi đi ngủ thiệt à. Trời đất ơi, tôi bảo nó ngủ đi. Ông này bữa nay chơi lầy dễ sợ trời. Chắc ông cố ý chọc mình đây nè. Chắc là đợi mình đi ngủ rồi mới lấy quà ra. Dành bất ngờ cho mình tới sáng mai đây nè. Bà này bữa nay mới bị cái gì vậy trời? Kỳ vậy? Hồi tối chưa tặng mà. Mà giờ đã mất rồi. Mà sao ta? Sao mà khó hiểu dữ vậy? Má con mới qua. Ờ mới qua hả? Ờ ngồi đi con. Sao tự nhiên qua sớm vậy? Nước đi con. Dạ. Sợ với chuyện kìa. Sợ với chuyện đẹp quá. Cái này là chồng con tặng cho con nhân dịp 8 tháng 3 á má. Anh là cũng bất ngờ lắm luôn á. Cái đẹp không? Đẹp long lánh ha. Ủa bà má, tí tặng quà cho má chưa? Ủa sao kỳ vậy ta? Sao giờ tí chưa tặng ta? Có đâu kỳ, thì tía bay cũng bình thường như mọi ngày thôi. Tại má ảo tưởng, nó nghĩ má có quà 8 tháng 3. Thôi bà má, thôi mà. Kể từ hôm nay mình không thể hiện được. Má muốn gì á là má phải nói. Má phải dùng lên mới được. Má phải dùng lên. Má. Má ơi, má dùng lên mình má thôi nha má. Đừng ngủ ngủ thêm ai nghe. Làm gì má vợ chồng qua đây một lượt vậy? Ủa, người ta vợ chồng thì phải có cặp có đôi chứ. Má, con có này tặng má nè. Đừng làm tôi bừng hụt nữa nghe. Mừng hụt đó mà mừng hụt. Không có xí gạt má đâu. Quà tặng cho má thiệt nè. Nè má, quà 8 tháng 3 dành cho má đó. Đáng lẽ là ngày hôm qua tụi con tặng cho má, nhưng mà có trục trặc xíu xíu nên hôm nay mới tặng được. Trời ơi, cảm ơn hai đứa nghe. Cảm ơn con trai. Dạ. Trời ơi, cũng biết tặng quà 8 tháng 3 cho má nè chứ. Dạ. Trời ơi, vàng hả? Dạ. Nhìn cái hộp là biết rồi. Thì học vàng phải đựng vàng chứ má. Trời ơi thiệt á. Ôi có con trai sướng thiệt á nghe. Vàng ơi đẹp má. Đôi bông tai đẹp quá trời con ơi. Đẹp gì á? Má ơi, con tụ họp bàn tán gì mà sao thấy vui vậy? Biết hôm qua ngày gì không? 8 tháng 3 chứ gì. Ờ ngày 8 tháng 3. Ừ. Con trai ông á tặng quà cho vợ nó nè. Rồi tặng quà 8 tháng 3 cho má nó nữa nè. Chứ đâu phải như ai kia 8 tháng 3 mà không biết quà gì cho vợ hết. Nó tặng cái gì? Đôi bông tai đẹp không? Bà thấy đẹp không? Đẹp sao không đẹp? Vừa ý không? Vừa ý sao không vừa ý? Chà, cũng giỏi dữ nghe. Chắc lựa lâu lắm nè mới tặng cho má mày vừa ý dữ vậy ba nè. Đẹp má ha. Cái chui bông tai đâu? Chị, chui đâu? Nè, cái chui đây nè. Chui nè măng à. Bông phải có chui chứ. Ôi, đúng không? Đó. Ông tin dở hộp ra coi. Rau răm ở dưới có mồi ở trên.
Đó. Ủa, cái chuôi nè. Cái chuôi này là của đôi bông tai này nè. Rồi cái mình để vô cái mình đeo được nè. Lúa mua tặng cho măng nè. Không phải của con. Tặng quà cũng cực kỳ á. Bảo cho bà bất ngờ. Chứ thắp tháng 3 tôi không tặng quà cho người ta được. Không lẽ bà kế bên tôi quên bà. Biết giờ. Mừng. Ăn mừng gì? Ăn mừng mày chúc mùa chứ gì? Anh rảnh quá, nhà đân đân đê đê công chuyện, giờ đi ăn. Trời ơi, thì công chuyện nhà để mơi mốt bữa kia gì làm. Chúc mùa phải đi ăn mừng chứ mày. Bộ ai cũng rảnh như anh vậy. Anh Thần ơi. Mà cũng rảnh thiệt ha. Sao mấy bữa nay không thấy bãi cò nó qua không? Chắc nó lo ba cái lúa thóc lu bu công việc, không rảnh chứ gì. Hồi bữa nó cũng có nói với tôi rồi, mà quên. Thiệt qua tới kìa, mới nhắc tới liền. Dạ, thưa tía má mới qua. Bái. Tao má mới nhắc tới thời có mặt liền thấy không? Còn nhắc con vụ gì tía má? Sao? Bận lúa thóc quá, không qua được hả con? Dạ, con đưa cho người ta cắt lúa hả má? Dạ hả? Sao, giống đó thấy được không? Ngon không? Dạ, ngon tía. Trời ơi, người ta nhìn vô là ta phái liền. Con còn phái nó chi là thương lái. Má mày mà nghe đây nó bao khoái lắm kìa. Thấy hồng mặt mày hay hưởng liền không? Làm gì mà có tiền là má khoái à. Không nè, con trúng mùa khoái rồi. Cố gắng phấn đấu nha. Năm nay lụm cái nông dân giỏi cái coi. Dạ. Ngon lành à. Hôm nay không khí bình thường mà sao thấy nó bứt rứt, chặt chặt cổ cổ, sao áo em nó bị nó nở sao? Bữa nay tao nhìn mày hết ra. Dạ, sao nó nặng nặng sao người em sao? Làm gì? Làm gì mà đeo vàng thấy phất ứng. Mày biển ba lít lấy rồi phải không? Lấy vô này hả? Lấy phe cổ á. Mình đem vàng mình để về chứ không à, phải để về cho tao mới biết. Để về đó ra ngoài đường đi lên Sài Gòn á. Hả? Nó giật có bữa gãy cổ, gãy họng rồi chết. Em đeo nhầm nhò vậy? Trời ơi, vợ em mới đeo sợi tiền nhá. Cỡ này nè. Tưởng là mày nói cỡ đầu gối nữa chứ. Đâu, cỡ này nè. Đeo là mới đi khum lưng luôn đó. Dạ. Nó chết bây giờ gãy sống, gãy cổ chết giờ nè. Dạ, có cổ không đeo rồi, tao không biết mở cổ anh hai ơi. Vợ chồng mày tên Ba Đợi giờ lên đời luôn phải không? Không giấu gì anh, trúng mùa, trúng vụ lúa, bán lúa vừa rồi nè, tiền quá trời làm gì sắm vàng đeo. Công nhận cái giống lúa của anh Tâm á, trồ ra năng suất khủng khiếp thiệt chứ. Tao là mày biết rồi đó, tao không đi ra thôi. Tao mà đi ra mà tao đi về là đem về có lợi cho bà con xẻo lá không à. Tao bê cái giống lúa dữ lắm. Tao nghe giống lúa nào mà trồng xuống năng suất cao nè, dễ trồng nè, thu hoạch đồ rồi bán có giá là tao đem về cho bà con mình, đúng không? Mà nói tao nói qua cơn bị kịch đến hồi Thái Lai. Cái lúc mà hai anh em mình đem giống lúa về á, muốn giới thiệu cho bà con trồng á. Trời đất ơi, ai cũng nghi ngờ, nói xấu anh em mình tùm lum tới la. Ai vậy? Ông Chính Đợn. Nghe nói chuyện rồi chú với hai lúa đi về thu hoạch khá lắm hả? Dạ, không giấu gì anh. Tao nói đi một ngày đàn học sàng khôn, bây giờ em mới biết đó. Mà quan trọng là anh hai ảnh đem được cái giống lúa năng suất tuyệt vời rồi đem về cho xứ mình. Năm nay anh dùng cái giống lúa đó nha. Thôi, tôi quen xài cái giống lúa bản địa truyền thống hồi xưa giờ rồi. Sợ làm cái giống mới nó không hợp thuốc. Rồi lỡ mà sâu rầy nó quất một cái là thôi gia đình tôi ăn cám luôn á chú ơi. Anh nói vậy sợ phiền lòng anh hai. Có câu kiến nghĩa bất trí vô vọng giả, tức là anh phải xác định là cái giống lúa này nó tốt, anh mới đem về cho anh em. Nó đặc biệt là cho năng suất rất cao mà lại là kháng rầy kháng khuẩn nữa, không có vấn đề đó đâu. Anh yên tâm đi. Không dám đâu chú, nếu mà thấy tốt thì chú với hai lúa làm đi, tôi không dám. Bây giờ nói túm lại là anh không có dùng giống lúa này phải không? Đúng rồi, chú thấy tốt thì chú cứ làm, còn tôi sợ. Cảm ơn chú nhiều. Thôi bây giờ tôi nói trước nha. Ừ. Tôi có thiện chí giới thiệu giống lúa mới cho anh. Anh không dùng thì bây giờ tôi nói trước, mai mốt tôi với anh hai mà trúng lúa bể bồ á thì anh đừng có tức bể mặt rồi lại lăn ra chết là tốn tiền cháu khoe tôi nha. Dòm gì?
thì chú làm đi. Cạn điền mới biết lóc chê nha, chưa biết giống nào hơn giống nào đâu nha. Đợi đó, cà phê tự trả đi. Cái thằng cha vô duyên, rồi giờ thấy em trúng quá kìa, tò tò theo hỏi mua giống. Thôi đi bà ơi, bán cho ổng đi, hơi nào dẫn bà con chồng sớm không. Thì em bán thì sao không bán, nhưng phải nhấn một cái để mai mốt đừng có cái tật đó nữa, đừng có dậy ngươi nữa, anh em mình đem giống về cực khổ như bà đặt đó. Vợ em đó, bây giờ bà thương em ghê lắm, đi chút xíu mà chưa đúng đích bà bám như Sam. Bà thương đâu, nó sợ mày đi làm mất vàng chúng giật mất á. Alo anh nghe mình, cái gì nữa luôn hả? Giờ đeo vô thành ông lân luôn vợ á. Sao rồi anh biết rồi. Thôi khỏi nói, nó kêu mày về đi mua vàng nữa chứ vậy. Sao anh hai biết hay vậy? Trời đất ơi, tao dòm cái mặt mày là tao biết rồi. Dạ em về đi mua nữa. Anh hai tính tiền mà em ly cà phê đây luôn nha. Ê, mua vàng nhiều quá, phải trả tiền cà phê chứ. Dạ em không có tiền lẻ, tiền vàng không à. Mấy dạo này nó kẹo thiệt chứ, để dành tiền sắm vàng với sắm hòm á. Xong, có ai nấy có phần hết. Thôi, tiền đâu nhiều dữ vậy anh? Chúng mua, em thích gì nói anh mua tặng cho. Ồ, này hào phóng dữ vậy ta. Chồng em mà. Em thích gì là mua thiệt đúng không? Thì sao? Vậy để em suy nghĩ coi. Em thích Thích gì? Em chưa có nghĩ ra nữa. Mà thôi, khỏi mua đi. À, đợi. Rồi tiền chuyển hết cho. Sao em khốn vậy? Thì bây giờ em chưa có nghĩ ra. Chừng nào nghĩ ra, em lấy tiền đó em đi mua, coi như là anh tặng em rồi. Trời, em khôn, không chừa đường người ta khôn luôn. Nè, giữ đi. Còn phần này á, anh đem qua tiếp. Nó đưa là đưa thiệt á hả? Tiền anh cũng là tiền em à. Ờ, vô ăn cơm đã rồi hẳn qua. Thôi, đi sớm về sớm. À, em có đói á, thì ăn trước đi. Em chưa có đói. Em chờ anh về ăn chung với em luôn nha. À, anh đi sớm về sớm, sẵn ghé nhà má ếch đón một cốc về. Thôi, đón nó về đi sắm đồ rồi gửi lại má ếch. Sắm đồ à? Thì anh đi đi. Ừ. Bầy cò trắng bay qua không xà xuống đồng ruộng mới, đàn gà đầu thôn còn nương giấc trưa không thèm lên tiếng, gái bọn sáo đậu sừng chậu hót mai cũng nghe buồn. Hay quá ba đời ơi. Ai vỗ tay gì ta? Chính nè. Anh chính nào? Chính đờn với chính nào? Trời ơi, anh chính đờn anh phải dắt cái đờn chứ anh vỗ tay tưởng anh chính tay không. Ủa, à lúc nào cũng dắt cái đờn người ta mới biết mình chính đờn. Dạ. Sao? Ủa anh chính đi đâu vậy? Tìm chú chứ đâu. Ủa kiếm em chi? Thì kiếm hỏi chú như cái vụ đó tới đâu rồi. Cái vụ à, nhớ rồi phải không? Cái vụ nào? Chú giỡn hoài. Cái vụ giống lúa mới đó. À, cái vụ giống lúa mới đó hả? Ừ, cái vụ giống lúa mới đó em phải ngâm cứu nữa. Ngâm nữa phải ngâm kỹ lưỡi vô, giống như là anh ngâm rượu vậy đó. Anh ngâm rượu khi nằm ở cái rễ cây nó ra gà vàng ươm luôn á, anh uống vô á nó mới bổ gân bổ cốt được, chứ còn anh mới đổ vô cái sọt anh múc ra nó chắc nhách á là như rượu đế, nó không có ít nghĩa vậy. Trời đất chú ơi, ngâm lúa giống mà chú làm như là ngâm rượu rễ nhào vậy, đợi cho nó vàng nữa hả? À, nó tương tự vậy đó, ngâm rễ nhào ra rễ nó vàng lên là hả? Dạ phải ngâm nữa. Cho nó ra rễ dạ, tới nó xanh như râu chú vậy hả? À, dạ giống nó tương tự vậy đó. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Vậy ngâm nữa đi. Dạ đúng rồi. Ngâm cho nó úng luôn. Dạ không, cái giống lúa khác á, giống lúa thường á thì anh ngâm lâu nó úng. Còn cái giống lúa mà em với anh hai đem về nó có sự đặc biệt. Anh ngâm càng lâu á rễ nó ra càng nhiều. Anh tính chính biết không, có khi một hột lúa nó ba cái rễ luôn. Anh hạ thủy một cái, nó tiếp đất nó phật lên. Đây nè, lúc bấy giờ nó cái cọng nó như vậy. Ừ, vậy đó phải ngâm nữa nha. Ngâm nữa nha. Dạ đúng rồi. Ngâm dạ, cho dạ, nó úng luôn. Dạ. Ủa rồi xách phân đi đâu không rải? Cái này phân hả? Ừ. Đâu phải. Giống lúa của em nó không cần phân. Cái hột lúa nó có chất dinh dưỡng ở trong hột á. Anh hạ thủy một cái nó gặp đất chất hữu cơ nó phật lên rồi. Nó giống như vậy rồi, không cần phân. Ừ. Đây là cá lóc nhảy hầm. Cá lóc.
Cái lóc con nào cũng lấy cỡ này nè. Dữ vậy hả? Cái chào vẫn ăn nha, cái bự không ăn nè. Cái rô con nào lấy cỡ này. Mình nướng cái, muối ớt mình chấm, rau chấm cá mình kẹp, cái mình cái rượu hồi nãy mà rễ nhào vàng vàng đó. Mình đến một cái, trời ơi chắc em sống không nổi quá chứ. Đâu có rượu đâu, phải rễ nhào. Chứ hả? Rượu lúa giống của chú á. À, cũng được, có khi mình chiên xong mình ăn cơm cũng được, khỏi uống. Dạ, kệ nó khỏi uống cũng được. Tía, tía. Tía ơi. Gì vậy? Ủa tía đây hả? Dạ. Tía. Dạ, lúa bán xong hết rồi tía. À. Đây tía. Mới bán lúa rồi hả con? Dạ. Trời đất ơi. Hả? Nghe cái hư tiền cái xuất hiện liền ông nội ơi. Cái này á là tình cờ thôi hả? À. Chứ sao tôi biết mấy cò qua lúc nào tôi đó. Tình cờ cái gì? Sao sáng giờ tôi ngồi đây tôi không thấy bà tình cờ bãi vườn nghe tiếng tiền cái là bán lúa hả con? Sao trúng không con? Dạ. Không những trúng mà là trúng lớn nha má. Bởi vậy má nói, má đi ngang cái đám ruộng của con á, má thấy là má biết chắc chắn năm nay là con trúng lớn rồi. Dạ. Giống là dễ trồng không con? Dạ, dễ trồng lắm tía. Lúa mình á là giống lúa hữu cơ, không cần bón phân nhiều, cho nên lợi dữ lắm. Vậy đó hả? Dạ. Nói vậy á, là cái đợt ông đi vừa rồi, ta nói có lợi quá ha. Trời đất ơi, mà thấy tôi hồi nào tới giờ đó, bước ra khỏi nhà, có lần nào không có lợi không? Lần đó mà bà không điện thoại kêu tôi về hả? Không chừng còn gặp những cái còn nhiều hơn này nữa đó. Thì bây giờ đang rảnh rang nè. Đi đi, đi nữa đi. Đi mà đừng có điện thoại kêu tôi về nha. Trời, ai thèm gọi. Làm như mình có giá lắm vậy. Tôi hứa đó, hứa không thèm gọi luôn á. Bà mà có tiền cái gì mà bà không hứa. À, cất đi. Trời ơi, con kìa bảy chuyển màu cái mày thấy lẹ ghê không kìa. Đó, thấy như thuốc tiên vậy. Thấy tiền là có mặt khác liền hả? Tía con làm quá. Thì tôi cầm tiền đấy cũng lo cho gia đình thôi, chứ lo gì cho tôi. Thì tôi biết bà lo cho gia đình đó, nhưng mà đưa tiền cái mặt bà khác, còn không đưa tiền thì nó mặt nó khác. Tiền ai không thích tôi đi cất nghe. Trời ơi. Bởi vì anh em mình cũng có duyên quá hả chú ha, gặp nhau hoài. Duyên gì đâu nơi, Xẻo Lá này có quán cà phê thì ai muốn uống ra đây gặp mặt nhau rồi, chứ duyên nở gì. Để ý anh mấy rảnh á, lúc này đi đâu cũng thấy anh bám bám sau lưng á. Thì thu hoạch lúa xong đâu có gì làm. Vậy ha. Cái vụ mà tôi nhờ chú á, tới đâu à? Nhờ vui vậy cả. Thì cái vụ lúa giống đó. Ôi trời đất ơi. Thôi chết rằng chính rồi. Thôi cho tôi xin lỗi anh đi. Tôi nhớ là tôi có hứa với anh vụ nghiên cứu vụ giống đúng không? Nhưng mà tôi nói về tới nhà cái bận bù khú hết trơn, cái không nhớ nổi luôn đó. Bận lắm hả chú? Dạ, không giấu gì anh. Nói chung là giờ mình thu hoạch rồi, cái là tiền nhiều quá. Vợ tôi mới nói bây giờ tiền mà anh để lâu quá nó mất giá. Thôi giờ mình mua vàng. Mà anh mua vàng anh tập kết một nơi đó, chẳng khác nào anh vụ ăn trộm. Vậy nên mình mới xé lẻ nó ra. Thí dụ giờ 10 cây mình để ăn gấp, 10 cây mình để ăn gấp, 10 cây để ăn gấp, tôi để còn mấy chục gấu rồi đó. Rồi mỗi lần tập kết lại mình điểm danh nó nghe, tôi nói đổ mồ hôi hột chứ không trời á. Vàng nhiều cũng khổ vậy đó. Dạ. Vậy chứ anh có coi phim người già cũng khóc không? Hai chồng tôi khóc sáng đêm luôn đó. Đó. Dạo này thấy chú ốm mà sanh ra nữa. Dạ bởi vậy. Vậy lúc nào rảnh á, chú nhớ nghiên cứu cùng tôi nha. Rồi, hứa với anh liền. Khi nào rảnh nghiên cứu liền. Đó, thấy không? Mới ngồi chưa đóng đít là nhắn tin về mua vàng nữa nè. Vậy không mới chết chứ. Già quá mà sao xài điện thoại? Không vậy anh không hiểu rồi. Cái điện thoại cảm ứng á là đang định vị Google vàng ở nhà, là nó nằm ở vị trí nào. Anh đem đây lỡ mất cái lặn trộm lùa hết mười mấy tổ ra là hết tiền. Yeah. Này nghe gọi thôi mà. Tính tiền à. Thôi. Để tôi trả cho. Chú bận chú về trước đi. Ê, tôi uống mạnh trả tiền có kỳ không nha? Kỳ gì không biết nữa, có một ly cà phê thôi mà. Chuyện nhỏ. Anh em ở sớm có ly cà phê chuyện nhỏ ha. Anh nói thì nghe phải lẻ đó. Chứ giờ trong người tôi đâu có tiền lẻ. Tôi giờ toàn là tiền vàng không mà. Không lẽ giờ tôi lấy vàng ngắt thì trả ly cà phê. Đúng rồi. Tôi ngắt lỗ tài cái diễm hồng thối gì. Mỗi tài à. Đúng, dạ. Tôi biết. Thôi vậy anh bao tôi ly lại đúng nha. Đúng rồi, chú đâu có xài tiền mặt đâu. Dạ. Tôi xài vàng không. Dạ. Vậy thôi tôi đại diện gia đình xin gửi đến anh là cảm ơn sâu sắc trước nha. Dạ. Thôi tôi đi đây. Dạ.
cẩn thận đó nha, có chân đạp hột xoài té gãy răng á. Ủa anh hai. Dạ. Trời ơi, mừng quá, gặp anh hai mừng quá. Ngồi anh, ngồi anh hai, ngồi ngồi đi anh hai, ngồi đi. Làm gì bữa nay gặp tôi con mừng hí hai hí hửng vậy? U gì kỳ hả anh? Rồi ý như cũ. Dạ. Ý quên, em nói anh nghe nè. Hả? Bữa nay uống cà phê khỏi trả tiền. Ủa cô Trung Anh hả? Ừ, đâu phải em. Khi cô Tám đầu chợ á, cổ nói cổ nhờ anh, mà năm nay cổ trúng mùa quá cho nên á hả, cổ nói anh mà có tới đây uống cà phê á khỏi trả, cổ đãi anh. Chứ sao được anh ơi, có sao đâu, anh để cho bà con tỏ lòng cảm ơn anh chút chứ. Bà con lối xóm không mà bà nó có khách sáo cái gì không á. Thôi mà thêm có ly cà phê đâu có sao đâu hả? Nói với bà lỡ lần này thôi nghe, lần sau không có vậy nữa nghe. Đúng rồi, anh yên tâm đi, bà nói bà trả lần rồi, tiền đâu bao hoài. Ủa về rồi đó hả? Ờ tôi dọn cơm ăn nha. Khoan chút á, mới về cái đọp để mà ăn cái gì mà ăn liền. Ăn thôi, hỏi có một câu làm chứ. Từ ủa trái cây đâu dữ hả? Trái cây của bà Chính cho. Bà đem qua bà nói cảm ơn ông cái vụ giống lúa mới á. Trời đất ơi mấy bà này, lúa xóm không mà làm như là cái gì. Thôi kệ đi không, biết đâu ta làm vậy người ta thấy vui. Bà hả, lát lấy tiền đi mua vàng đeo đi hả. Chút vô lấy tiền mua vàng đeo đi. Mua vàng đeo? Ừ. Thiệt không á? Để gỗ trống lỏng vậy. Thiệt hả? Mua vàng đeo? Mấy bà khoái đeo vàng lắm mà. Ừ, vàng mà không thích đeo chứ đeo gì. Ừ, mua đeo đi, để vợ chồng ba đợi đeo mình nó buồn. Đeo để phe qua phe lại cho nó vui. Ừ, ông nói tôi mua vàng tôi đeo thiệt á nghe. Trời đất ơi, để tôi nói chơi bà chứ. Về chuyện đeo đây chắc đẹp lắm á. Ừ, mua gọng lượng á nha, đeo cho nó quằn đường cổ luôn. Ông vô dọn cơm ăn đi rồi đi mua vàng. Ủa mới nói chưa đói đây mà. Thì nãy chưa đói nhưng bây giờ đói nè. Mà đói lẹ dữ. Ừ thì dọn cơm tôi ăn đi rồi đi mua vàng. Biết rồi. Bà chỉ có hai cái tôi thấy bà vui nhất à. Một là đưa tiền, hai kêu đi mua vàng đeo. Mặt mày hí hai hí hửng thì. Mua vàng nghiêng. Ừ. Ủa đợi. Dạ. Đi đâu mà uống cà phê có mình anh à? Ừ thì có mình anh thì uống mình anh, vậy đâu có gì đâu là thắc mắc. Mà anh cũng đi mình anh sao uống cà phê sớm vậy hả? Thì công việc xong sớm thì mình đi uống sớm. À cái này tôi hiểu. Ừ. Tại vì lúa của anh nó thất quá đó, anh gạch chừng ngày mấy xong cái gì là rảnh rồi cái gì. Ờ mà nhắc cái vụ lúa tôi mới nhớ, tôi nói anh rồi là tôi không có thời gian nghiên cứu. Ý tôi là ý của anh là muốn tôi nghiên cứu cái giống đó cho anh phải không? Không, tôi nói với anh là thời gian bây giờ tôi đi mua vàng còn không kịp đâu đó, mà đi nghiên cứu cho anh hoài mệt quá. Ông Bim đi, tôi nói là thằng Bảy Còn nó chưa giống cho tôi rồi, chờ ông lâu quá. Thằng Bảy Còn nó chưa giống cho anh rồi chứ chờ ông biết chừng nào, ông ngâm hoài. Trời ơi thằng đi uống mà nó khung nhà vậy trời, chết với tao với anh hai rồi. Ê ê ê ba đời, cái gì chưa trả tiền cà phê thì anh bao nhiêu tôi giống hôm bữa đi. Không, hôm bữa khác nay khác, của ai nấy trả. Tôi có vàng đâu, không có tiền lẻ sao trả. Bán vàng ra trả, vàng nhiều mà ăn uống thiếu chịu kỳ lắm à. Ừ giờ làm gì? Để tôi cố sĩ cho mà không dính gì tới anh đó. Nhiều chuyện giàu mà hà tiện. Mình hơi rộng ngàn xong rồi mình cắt thêm một cái hai cái ở đây là đẹp nè má. Thôi kệ để đeo chứ cắt uổng lắm con. Nhìn cái má vừa ý ghê luôn á. À. Con biết không, hồi nãy vô tiệm vàng á, trời ơi tao nói hả, nó choáng mắt má luôn. Má không biết lựa cái nào luôn á. Thế hả? Thôi mà phải choáng vậy á người ta bán mới được á má. Ê, sao con không lựa cái đeo? Dạ mua chứ, nhưng mà con chờ chồng con giờ chở con đi mua luôn. Thôi Bảy Cò nó đàn ông con trai biết gì mua, nó không có biết lựa đâu. Mình nè, mình phụ nữ nè, mình mới biết lựa cái mình thích chứ. Ờ, chồng con chở con đi mua khác. Mua gì?
Dạ, tụi con tính mua cái nồi cho em bé má. Chà, con dâu của má giỏi ghê luôn á. Tại nói có gia đình sắp có con rồi cái biết suy nghĩ quá. Anh hai có nhà anh hai ơi. Gì ba đợi? Anh ngồi nhà uống trà hả? Hèn chứ chạy qua quán cà phê không thấy anh bạn. Có chuyện gì không? Em làm ly trà cái đi. Nè, uống cái ngang. Trà của anh hai nhà có điều kiện ly trà nó khác, uống vô nó thấm thấm ghê lắm nha. Anh hai nè, có chuyện hết sức quan trọng luôn. Chuyện gì? Em nghe nói ở bên đó quỹ dòng trôm á, nó có cái giống lúa tím mới, thật là đặc biệt nha anh. Vậy đó hả? Dạ. Mà em nghe đâu là xuất xứ cái giống lúa này là nó có từ bên Nhật á. Mà người ta trồng giống như phân hữu cơ giống như mình, mà cũng giống tương tự như những giống lúa mình đang trồng hiện nay. Còn cái thu hoạch nó là thôi khỏi bàn với người Nhật rồi. Cái năng suất nó thì khỏi bàn rồi. Vậy tao mày đi xuống dưới coi thử coi sao. Chừng nào đi anh? Thì đi bây giờ chứ. Trời đất ơi, anh hai còn nóng hơn ly trà em mới uống luôn đó. Trời ơi, để lâu nó nguội sao mày? Vậy hả? Như vậy là em quá mừng rồi. Bây giờ em về bỏ nó hút mấy bộ đồ anh hai qua hút em cái mình đi luôn nha. Lẹ nghe. Dạ rồi. Vậy vô cuốn đồ đi liền chứ. Tía đâu mà má ngồi có mình vậy? Đi nữa rồi. Tía đi đâu má? Thì hôm qua ba đời nói mới tìm thấy có giống lúa mới nào đó, rồi hai ông rủ nhau đi rồi. Dạ. Ồ, tía đi là đi công chuyện chứ đâu phải đi chơi đâu. Sao mặt má không vui vậy? Ông đi kệ ổng với mắt mới thì tao không vui mày. Đó, thể hiện rõ luôn á. Không những không vui mà còn quạo nữa. Bộ mặt kỳ lắm à. Khó chịu lắm. Đó, vậy mới dễ thương rồi. Ôi, qua kiếm ổng chi vậy? Dạ, định qua ngủ tía đi uống cà phê. Ủa má, tía có nói chừng nào tía gì không? Không. Rồi má không hỏi hả? Ờ hen, quên. Sao không hỏi? Thì giờ lấy điện thoại ra hỏi đi. Ờ hỏi chứ. Dạ. Quên. Alo, ông hả? Ở chừng nào về? Mới đi hôm qua bên đây gọi à. Chị đâu xong công chuyện tôi về. Ủa bữa hổm nói không điện không hỏi mà. Sao nay điện chi vậy? Tôi tắt máy à. Alo. Sao má? Tí nói chừng nào tí về. Ủa có nhiều cũng khó chịu nữa. Tại mày á. Biết hỏi gì cho ông la tao vậy? Ủa tự nhiên má giận cá chém thớt. Má giận tí má chửi con là sao? Được hay là chết chứ tôi luôn á. Thôi, bây giờ cô đứng đây la lối ôm sờm đi chăng nữa, mấy thằng ở đâu có ngu mà đứng lại cho công an bắt nó đâu. Túi sách của cô nè. Cảm ơn anh nha. Không có gì. Ôi da. Cô có sao không? Thì sao với chăng gì nữa. Chạy hết mặt tôi nè. Thôi, lần sau đi đường nhớ cẩn thận nha. Ủa à. Nhìn cái mặt anh quen quen đó nha. À tôi nhớ rồi, diễn viên Thanh Long đúng không? Đúng rồi, chào cô. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh nhất định sẽ chờ em. Anh chờ được bao lâu chứ? Bao lâu anh cũng chờ. Ngàn năm anh cũng chờ em. Anh về đi. Đừng bỏ anh.
anh yêu em nhiều lắm. Ai đó? Tôi ra liền. Cô đi đâu vậy? Anh đã giúp em rồi á, thì giúp cho chót chứ. Giúp gì? Ê, ê, ê. Cô có biết phép lịch sự khi tới nhà người khác là gì không ạ? Em biết, nhưng với riêng anh thì không. Ơ ơ a cái gì nữa? Mà anh có thuốc sát trùng không? Chi? Thì để em bôi vết thương nè. Có. Ừ. Anh phải bôi cho em chứ. Cô thử bôi đi. Nhưng mà em đâu có thấy đường đâu mà em bôi. Nhấn tóc lên. Tôi xin lỗi. Mà sao cô biết nhà tôi ở đây tới đây vậy? Thì em đi theo. Cô theo dõi tôi hả? Đâu có. Tại nhà em gần đây chứ bộ. Rồi. Công nhận á, anh đàn ông con trai mà anh khéo tay thiệt luôn á. Chậm có chút xíu mà nó hết đau luôn. Tôi thấy không ai mà vừa bị cướp, vừa bị thương mà mặt mày tươi rói như cô hết. Tại vì gặp được anh ngoài đời á, thì tất nhiên là em phải vui rồi. Ủa, hai anh chị biết nhau hả? Đúng rồi, hai đứa tôi là bạn mà. Trời ơi, ngưỡng mộ quá à. Bây giờ xong rồi đó, về đi. Ờ, vậy thôi em về, có gì mà em qua nha. Qua làm chi? Thì qua chơi chứ chi. Đây là chị Như Ái nha. Chờ em. Chăm sóc người ta tình cảm quá ha. Trời đất ơi, bác sĩ đã dặn em rồi, không được cử động mạnh. Mà em cứ cãi anh không à. Đó em thấy chưa, bây giờ cãi anh là núi đè đó. Em biết rồi mà. Thôi, anh đưa em về. Anh cõng em đi. Nhõng nhẽo không à. Ê. Rồi, cắt đi. Được rồi. Dạ. Cảm ơn Nhái nhiều nha. Ủa, có ai tới tìm ông kìa. Anh Thanh Long, anh uống nước đi. Xin lỗi chị Như Ái nha, em chỉ mua có một chai thôi à. Nè, em uống nước đi. Không có gì đâu, chị có nước rồi nè. Anh uống đi. Còn phải chỉnh trang trang phục nữa nè. Thôi được rồi, từ từ chút xíu người ta lo mà. Em lo mồi cho. Rồi, cảm ơn. Vậy anh uống nước đi. Uống đi. Vậy có phải ngoan hơn không? Ngày mai lịch quay của Ái nhiều không? Cũng nhiều. Mà thôi, kệ đi. Ngày nào chẳng như ngày nào. Lâu lâu được nghỉ một ngày tập thể dục rèn luyện sức khỏe ha. Anh Thanh Long. Anh Thanh Long. Từ nay về sau em sẽ làm trợ lý cho anh. Xin lỗi,
tôi chưa cần trợ lý đâu. Nhưng mà em làm trợ lý không lương mà. Cô làm cái gì vậy, buông tôi ra coi. Anh không cần á, nhưng mà em cần. Trời ơi, người gì mà da như đĩa vậy? Đã đuổi rồi mà còn theo ám hoài là sao? Không lẽ bây giờ tôi phải chuyển trọ luôn cho chắc? Tôi thì không biết làm sao, chứ tôi thấy người ta thích Long rồi đó. Ê, ấy đừng có giỡn như vậy, không có vui đâu nha. Giỡn gì giỡn, đâu có ai tự nhiên cái quan tâm chăm sóc cho Long dữ vậy, đúng không? Thôi chuyện đó từ từ tính đi. Chứ giờ Long tính gì? Ái nè, bây giờ Ái về phòng trọ của tôi, lấy giùm tôi cái cặp đồ, rồi đem ra ngoài đầu đường, tôi đứng đợi ở đó. Tôi tính về quê, tránh cô bé được ít bữa. Ủa, bộ tôi là trợ lý của Long hả? Thôi mà, giúp tôi lần này nữa đi. Mai mốt tôi lên, tôi dẫn Ái đi uống trà sữa, đi ăn bánh tráng trộn. Không phải món đó Ái thích lắm hay sao? Đáng ghét. Anh Thanh Long, cô đi đâu đây? Thì em đi tìm anh á. Sao cô biết quê tối nào cô tìm? Bộ anh quên là anh đã từng livestream homestay của anh trên mạng rồi hả? Thì em biết em đi theo thôi à. Thiệt tình luôn. Mà xuống đây có chuyện gì không? Thì bộ em đi du lịch không được hả? Nhỏ đó bà 8 hả? Dạ, như là vậy. Thấy nó quen nhau quá. Má thấy hình như là nó thích thằng Tám đó. Làm gì có. Thì con nhìn kìa. Đó. Ông ao mẹo thấy thương ghê không? Má nói sao chứ Tám nhà mình thích trai mà. Cái đó là xưa rồi. Còn dạo đây má thấy thằng Tám á, nó chững chạc. Nó đàn ông rồi đó con. Nếu được vậy thì tía má đỡ lo. Ừ. Nhưng mà thôi nha, biết vậy thôi, đừng có nói qua nói lại. Tía bay mà ổng hay được á, ổng la cho đó. Ổng nói má con mình nhiều chuyện. Má ơi, hình như hôm nay mình hết phòng rồi phải không má? Có, còn mà. Không, anh kiểm tra kỹ lại coi, em thấy hết phòng rồi mà. Khùng quá, còn nhiều lắm. Đó, thấy chưa, còn phòng kìa. Đi, đi vô trong đi, dẫn em vô trong. Gì vậy, buông tôi ra. Em thiệt tình anh luôn á, là em cố tình em đánh tiếng nó cho nó bỏ đi rồi. Mà anh còn ngồi đó tại lanh nói cho nó ở lại nữa. Ai biết đâu, tại tía nói mỗi người mà ở lại đây tía cho 25%, cho nên anh phải níu kéo chứ. Trời đất ơi, anh gì ham 25% qua hồng. Mà anh vô tình anh hại em đó anh biết không? Ai biểu, không chịu xin nhanh chứ còn chi. Với lại có tiền ai mà không ham. Ê Tám, hình như nhỏ đó thích em lắm không? Ai biết đâu, chắc tại nó thích cái vai diễn của em trên truyền hình đó mà. Anh thấy nó bám theo đuôi mày giống như là cái đuôi của mày luôn rồi đó Tám. Ê Tám, anh có này muốn hỏi em trả lời thiệt tình nghe. Gì? Mà trả lời thiệt tình nghe. Ừ thì anh nói đi. Em có thích nhỏ đó không? Nghĩ sao vậy? Em dèm thích nhỏ đó. Chà, vậy là em vẫn vẫn gì là vẫn là cái đó đó đó.
Cái đó là cái gì? Là vẫn còn thích con trai hả? Thôi anh nói xàm của anh Bảy ơi. Chứ gì nữa? Trời ơi, con người ta dễ thương, xinh gái vậy. Còn chê, anh nói mày nghe nha Tám. Nếu mà mày chưa có chị Bảy, dám chắc nó... Ê, mét tía đó nha. Ở đâu nó chơi thôi, ý là anh muốn nói là con người ta xinh xắn, ai nhìn cũng thích. Sao em không có cảm xúc gì với người ta hết trơn vậy? Nè nè, trời ơi, con Bảy. Dạ. Trời ơi, hai anh em nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Lỡ con bé đó nó nghe được rồi sao? Tám nó còn phải đóng phim nữa mà. Dạ. Long. Dậy sớm ha. Ừ, em dậy từ sớm rồi. Em còn đi chơi vòng vòng trong xóm nữa. Cô đi vòng vòng sớm làm gì? Em có gặp anh Tèo, bạn của anh nữa. Gặp anh Tèo chi? Thì á, em vô tình gặp ảnh thôi. Ảnh kể cho em quá nhiều chuyện về anh luôn. Anh nói gì tôi vậy? Thì đại loại là ảnh kể rất rất là nhiều chuyện. Em không nhớ được. Tina nè, nghe lời tôi, đi về Sài Gòn đi, đừng có ở đây nữa. Về Sài Gòn làm cái gì? Em thích anh mà, thì em theo đuổi anh thôi. Với lại em đi chơi với anh mà. Tôi đi chơi với cô hồi nào? Nè, không những vậy, mẹ em còn đang ở chung nhà với anh nữa đó. Nè nè nè, cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Lỡ bà con lối xóm thì đi ngang ta nghe được, hiểu lầm tôi sao? Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Anh có nghe cái câu á là mưa dầm thì thấm lâu không? Ban đầu á thì em sẽ thích anh, nhưng sau này á thì anh sẽ thích em á. Trời. Không những vậy mà anh còn mê em luôn á. Trời trời trời. Cô nói chuyện gì kỳ vậy? Tôi có người yêu rồi. Anh. Con có người yêu rồi hả? Hồi nào sao má không hay? Dạ, cái chuyện đó để từ từ con nói cho tía má sau nha. Còn cô nè, vô trả phòng, dọn đồ Sài Gòn liền đi. Không. Bây giờ con muốn gì ở tôi nữa? Anh đừng có nói xạo em. Em nghe hai bác nói trơn rồi. Từ đó tới bây giờ có bao giờ anh nhắc về chuyện yêu đương đâu. Đúng không hai bác? Ừ. Hồi nào tới giờ tía đâu có nghe con nói chuyện yêu đương gì đâu. Đâu có thấy con yêu đương gì. Nhưng mà bây giờ con có rồi. Vậy mà tía tưởng đâu con chín chắn đường hoàng rồi chứ. Ủa, tía nói gì vậy? Con nào thì con vẫn chín chắn đường hoàng mà. Đường hoàng, chín chắn mà giờ vậy đó hả? Tía má cứ yên tâm đi. Con lớn rồi, con không có làm cái gì sai quấy đâu. Yên tâm sao được mà yên tâm? Tại vì cái cô bé đó cứ theo con hoài à. Nhưng mà con thấy con với cổ không có hợp nhau, cho nên con mới tìm cách nói dốc với cổ là con đã có người yêu rồi, để cho cổ đừng có đi theo con nữa. Tía má cứ yên tâm đi, bây giờ con lớn rồi, nếu mà con có người yêu á thì con sẽ dắt gì ra cho tía má, đảm bảo tía má không có thất vọng đâu. Con xin phép vô trong nghe tía má. Nó nói nó có bạn rồi mà nó dẫn bạn trai gì á là coi như bể hết luôn rồi đó. Không đầu nó này thiệt chứ. Ai 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 tèo đẹp trai mà mang dép lào, ai 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 không đẹp trai cũng mang dép lào. Tèo đẹp trai mà mang dép lào, tèo đẹp trai mà mang dép lào. Anh Tèo. Ủa, Đạt, khỏe không? Sao mày lúc ẩn lúc hiện đi mây về gió vậy? Trời đất ơi, anh nói làm giống như là tôi hồn ma bóng quế không bằng vậy đó. Không phải, ý là sao mày đi về hoài kìa. Khổ quá à, có chuyện cần nhờ đây nè. Chuyện gì à? Hồi sáng tới giờ anh thấy nằm gạo đâu không? Kiếm nằm gạo chi vậy? Tính nhờ nằm gạo làm bạn gái em. Ê, Tấm Đàn, Tấm Đàn. Tao nói cho mày biết nghe.
con, thầy, vợ, bạn gái, cơ quan nha. Mày đừng để anh em mít lòng nha mày. Trời đất ơi, tôi chưa kịp nói gì hết á, anh nhảy vô họng tôi, anh ngồi rồi. Nói gì? Chuyện là vậy nè, có con bé đó trên Sài Gòn, nó thích tôi, nó là fan hâm mộ của tôi. Nó theo tôi hoài, nó kêu tôi năn nỉ là quen nó đi làm bạn trai, nó đi nó lo cho tôi hết. Nhưng mà tôi đâu có chịu, tại nó không có hợp tôi. Cho nên đó, tôi mới đi vòng vòng trong xóm tôi kiếm coi có ai quen biết giả làm bạn gái của tôi, nó cho nó sợ đi về trển. Biết không? Khổ ghê luôn. Thấy cũng tội, mà thôi không được. Sao vậy? Tại năm gạo đi học nghề không có nhà, mà có nhà tao cũng có cho mày mượn đâu. Thiệt tình luôn á. Anh Tèo, anh có ai không? Giới thiệu giúp tôi đi. Qua mượn em mộng của ba Lít kìa. Thôi, đụng tới con nhỏ mộng hả? Ba Lít nó đẩy tôi xuống đầm tôm cho tôm ăn luôn đó. Rồi tao không biết đẩy mày xuống ruộng câu nhúc hả? Thiệt tình anh luôn á. Anh em mà giúp xíu cũng không được. Tào lao, ghê mà mượn gì trời. Tía má, đang ở nhà mình mà má, má làm gì? Tía má, kêu hai đứa qua đây làm muốn tính chuyện quan trọng. Chuyện gì quan trọng không má? Quan quan. Thấy hai đứa nó còn đây không? Ai chứ? Thằng Tám. Tám hồi nãy vô không thấy, để anh kêu nó. Tám ơi! Kêu nó vô đây sao bàn được? À, dạ hồi nãy hai vợ chồng con qua đây á, để ý là không có thấy Tám đâu hết á tí mà. Dạ, có chuyện gì quan trọng hết tí mà? Quan trọng chứ. Bà nói nghe. Dạ. Hai đứa đó thấy công ty nàng sao? Bình thường. Không nha, không có bình thường. Con thấy cô bé này á là người xì phố. Nhà thì cũng có điều kiện, cũng dễ thương, xinh xắn. Không, ý má không phải hỏi về cái vụ đó. Mà ý má là sao má? Là con Tina đó thì má thấy nó cũng cá tính. Để ý kỹ thì thấy nó cũng được. Với lại nó thì má thấy nó đang hình như là cái... Sao má? Hai đứa không hiểu hả? Trời ơi, má có nói gì đâu mà con hiểu. Thôi. Bây giờ bà nói thẳng vấn đề đi. Thấy nói với Tám có hợp không? Có xứng đôi không? Lý nghĩ thằng Tám á, ba cái vụ kia đó, hồi đó tao vì nó tụ tập với bạn bè, rồi nó ham vui, nó theo phong trào đó. Bây giờ nó gặp cô Tina có thể là nói nó nghe, có thể bẻ cong thành thẳng, lôi kéo nó trở về của người thân của nó. Dạ, có thể à. Kêu cô về Sài Gòn đi. Làm gì mà léo đẻo theo tôi hoài vậy? Làm phiền quá. Sao tự nhiên anh la em? Bộ anh không sợ em tổn thương hả? Tổn thương cái gì? Tina, tôi nói với cô rồi, tôi với cô không đến với nhau được đâu. Nhưng mà tại sao? Thì tại vì tôi có người yêu rồi. Đâu? Người yêu của anh là ai? Bạn gái tôi á, tên là thấy chưa, nói xạo á, xong rồi bí rồi đó. Nhưng mà tôi nói thiệt với cô á, tôi có bạn gái rồi, cô đừng có đi theo tôi nữa. Thì anh phải đưa cho em xem thì em mới tin được chứ. Tina, cô biết bạn gái tôi là ai không? Là ai? Như ái.
diễn viên như ái. Ừ? Không thích người ta thì nói thẳng ra là mình không thích đi. Làm gì kỳ. Lúc đó rối quá. Nói đại chứ biết làm sao giờ. Ừ, nhưng mà lời Nam Nhi nói trăm ngựa khó theo nha. Long phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Ê, ái đừng có hù tôi nha. Trời đất ơi. Bây giờ ái ráng ngoan ngoãn làm bình phong cho tôi một thời gian nữa thôi ha. Rồi nhắm có cắt đuôi được không? Vẫn chưa hết người thích Long đâu. Dạ, con thưa hai bác con về. Ủa, mà con nói con ở chơi tuần lận mà sao về sớm vậy con? Ủa, diễn viên Thanh Long có làm gì cho con buồn không vậy? Dạ thôi, chắc con xin phép con về luôn. Anh Thanh Long bỏ rơi con rồi, con ghét ảnh. Thôi vậy để bác kêu Thanh Long chở con ra bến xe nha. Ừ, vậy được con, để Thanh Long chở con ra bến xe cho an toàn. Dạ thôi, con không có cần đâu. Với lại con cũng đã quyết định rồi. Muốn quyết định gì? Con quyết định á là từ nay về sau con sẽ không thích anh Thanh Long nữa. Rồi, xong.